chương 171, càng không thiếu tôn làm đăng đỉnh. Bái kiến tộc lão, bái kiến chư vị trưởng lão. Giang càng không đối mặt tộc lão cùng tứ trưởng lão bọn người, chấp tay thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti, hiển thị rõ thiên kiêu phong thái. Tộc lão bọn người âm thầm gật đầu, trong mắt mang theo hài lòng cùng tán thưởng. Có lẽ, khi một người thành tựu bất phàm, mọi cử động sẽ có vẻ phá lệ thuận mắt, dù chỉ là một cái đơn giản hành lễ. Càng khôn, làm không tệ. Chư vị trưởng lão tại phía trước, tộc lão tán thưởng, chỉ có thể bảo trì thận trọng. Nhờ có tộc lão cùng chư vị trưởng bối vun trồng. Giang Càng không cười nhạt một tiếng, sau đó lại dời mắt nhìn về phía tứ trưởng lão bọn người, Xu Nịnh nói, đương nhiên, cũng phải nhờ vào chư vị trưởng lão, nếu không có các trưởng lão chăm lo quản lý xây dựng Giang Gia, vì ta cung cấp tốt đẹp tu hành hoàn cảnh cùng hậu đại tài nguyên tu luyện, cũng rất khó có hôm nay Giang Càng khôn. Tứ trưởng lão đám người nụ cười lập tức càng sáng lạng hơn, nhìn xem Giang Càng không ánh mắt, tràn đầy vui vẻ. Thiên tư yêu nghiệt, nói chuyện lại dễ nghe, dạng này gian gia đệ tử, bọn hắn có thể nào không thích? Lại có lý do gì không ủng hộ hắn, tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị? Hoặc là cất sớm đầu tư, tăng thêm tự thân phân lượng tâm tư, tứ trưởng lão vuốt trâu nở nụ cười, ghé mắt nhìn về phía tộc lão, lấy một loại có chút ngữ khí tháng phục, tán dương, các ngươi một mạch có phúc A. Ra như thế một vị kiêu tử. Coi là thật tiện sát người bên ngoài. Tộc lão trong lòng kinh hỉ nhưng vẫn là giả ra hết sức lo sợ thần sắc, vội vàng nói, tứ trưởng lão nói quá lời, càng không xem như gian gia đệ tử, cái này chính là hắn phải làm. Tứ trưởng lão lắc đầu bật cười, lời tuy không tệ, nhưng lại có bao nhiêu người có thể làm đến. Sau đó, tứ trưởng lão đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía phía dưới một đám gian gia đệ tử, cất cao giọng nói, sinh con phải như gian càng khôn. Các ngươi phải hướng gian càng khôn học tập, bắt chước gian càng khôn, dương ta gian gia thần uy. Mấy ngàn vị gian gia đệ tử, thần sắc nghiêm một chút, an tĩnh một chút, sau đó như đột nhiên sôi trào lên, lớn tiếng đáp lại, ghi nhớ trưởng lão dạy bảo, bắt chức gian càng khôn, dương ta gian gia thần uy. Bên cạnh mấy vị trưởng lão cùng tất cả mạch cường giả, trong lòng đều là cả kinh, ghé mắt tại tứ trưởng lão, thần sắc biến ảo, có chút kinh nghi khó định, tứ trưởng lão mà nói, hoặc nhìn là tại khích lệ gian gia đệ tử, nhưng không có người có thế coi nhẹ lời hắn bên trong chỗ hàm ẩn thâm ý. Đây cũng không phải là đứng đội gian càng khôn một mạch, đơn giản như vậy a à? Chẳng lẽ tứ trưởng lão đã quyết tâm, muốn ủng lập gian càng khôn trở thành thiếu tộc trưởng? Thân là trưởng lão, công nhiên hạ tràng tham dự mạch hệ cạnh tranh, nếu là thắng còn tốt, nếu là thua, ắt sẽ bị thanh toán, vậy coi như không phải vứt bỏ trưởng lão chi vị đơn giản như vậy. Tứ trưởng lão, lớn như thế quyết đoán đi. Vẫn là nói. Tứ trưởng lão âm thầm còn nắm giữ tình báo gì? Chắc chắn gian càng không có thể ổn áp thần cốt cùng huyết mạch phản tổ hai vị kia yêu nghiệt. Chợt, chư vị trưởng lão rời đi. Bọn hắn trưởng lão thân phận, không thích hợp đợi ở chỗ này quá lâu, để tránh đại trưởng lão hỏi đến, không thể thiếu một trận trách cứ. Tộc trưởng bế quan trong những năm này, đại trưởng lão thay chủ lý gian gia, có thể nói là tận hết chức vụ, cúc cung tận tụy, thậm chí dùng dốc hết tâm huyết để hình dung cũng không đủ, lấy tộc quy kiềm chế bản thân, luật người, trong mắt không cho phép một điểm hạt cát. Cho dù là bọn hắn những trưởng lão này, nếu có buông lỏng, cũng sẽ không chút lưu tình trách cứ, trừng phạt. Nhưng, không thể không thừa nhận, tại đại trưởng lão chủ lý phía dưới, gian gia bồng bột phát triển, lộ ra một mảnh hướng tốt lớn xu thế. Cho nên, đối với vị kia đại trưởng lão, bọn hắn kính sợ có phép, nhưng cũng cực kỳ tinh phục trưởng lão rời đi tất cả mạch cường giả cũng theo đó rời đi không khí hiện trường rõ ràng càng linh hoạt nhiệt liệt rất nhiều gian gia đệ tử cũng sẽ không kiềm chế chính mình triển khai nghị luận liền tứ trưởng lão đều khen ngợi sinh con phải như gian càng khôn để chúng ta hướng càng không thiếu tôn học tập xem ra là vô cùng xem trọng càng Khôn thiếu tôn cho là hắn có thế chiến thắng gian huyền cướp đoạt thiếu tộc trưởng chi vị một vị đệ tử tỉnh táo phân tích gian huyền tính là cái gì chứ a à? một vị cùng thuộc gian càng không một mạch áo lam thiên kiêu, đối với gian huyền chẳng thèm ngó tới, cười nhạo nói, các ngươi sẽ không còn không biết sao. Gian huyền chỉ là một cái tấm mộc, núi tổ đem hắn lập làm thiếu tộc trưởng, đại trưởng lão đem hắn đẩy ra, cũng là vì cho vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt cản đao. Bằng không thì, các ngươi cho là cái kia gian huyền dựa vào cái gì đoạt được thiếu tộc trưởng chi vị. Đừng quên, hắn tham gia tổ địa thí luyện thời điểm, tu vi thế nhưng là chỉ vẻn vẹn có vào thần cảnh, làm sao có thể đánh bại khác ba vị thiếu tôn chớ nói chi là càng không thiếu tôn. Càng không thiếu tôn thế nhưng là ngay cả hư thần đều có thể nghịch phạt, lấy chiến lực của hắn, một cái tay đều có thể nghiền ép Giang Huyền. Đông đảo đệ tử kinh nghi bất định, thật chẳng lẽ là như thế này. Giang Huyền người thiếu tộc trưởng này, kỳ thực là tấm một. Giang Huyền thiếu tộc trưởng người mang 75 gian gia huyết mạch, so với các ba vị thiếu tôn đều mạnh hơn a. Một vị cùng thuộc Giang Huyền nhất mạch thiên kiêu, lòng tràn đầy không cam lòng, phản bác. Áo Lam Thiên Kiêu lường đối phương một mắt, khinh thường nở nụ cười, nếu là nhìn không huyết mạch nùng độ, thiếu tộc trưởng chắc cũng là vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, như thế nào đến phiên Giang Huyền đâu? Cái này, vị kia Thiên Kiêu lập tức nghẹn lời. Toàn trường Giang gia đệ tử, lập tức một mảnh xôn xao, nhao nhao hét lên, ta lúc đó liền kỳ quái, Giang Huyền chỉ là vào thần cảnh, làm sao có thể thắng qua các ba vị thiếu tôn, nguyên lai là tấm 1 a. Bây giờ càng không thiếu tôn Dương Danh Huyền Thiên, Giang Huyền cũng cần phải chủ động biết điều, chủ động thoái vị, đem thiếu tộc trưởng chi vị để cho dư càng không thiếu tôn không tệ, rõ ràng càng không thiếu tôn mới có tư cách nhất trở thành ta gian gia thiếu tộc trưởng. Lúc này, lại có thiên kiêu có chút không đành lòng nói, trong tộc vì bảo hộ vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, thật đúng là hao tổn tâm huyết, thế mà đem gian huyền đẩy ra cản đao, may mắn gian huyền nhất thẳng chưa từng nhập thế, bằng không thì. Chỉ sợ khó thoát thế lực khác ám sát. Gian huyền vì ta gian gia, cũng bỏ ra không thiếu A. À. Lời vừa nói ra, đưa tới vô số bạch nhãn. Ca môn, ngươi không phải chứ. Ngươi đây cũng có thể chung tình gian huyền lại một vị mặt trắng thiên kiêu, nhịn không được châm chọc khiêu khích, trong tộc đem hắn định vì thiếu tộc trưởng, làm tấm một, trước đó chắc chắn hỏi thăm Giang Huyền, Giang Huyền nhược không đồng ý, trong tộc còn có thể cưỡng bức hắn sao? Giang Huyền trở thành tấm một, là đã nhận lấy rất nhiều phong hiểm, nhưng mà hắn cũng hưởng thụ lấy thiếu tộc trưởng đại ngộ, thu được trong tộc tài nguyên ưu tiên, phong hiểm cùng lợi tức cùng tồn tại, hắn đoán chừng còn phải vui trộn đâu. Lúc này, áo lam thiên kiêu lại mở miệng nói, theo ý ta, thiếu tộc trưởng chi vị, không phải càng không thiếu tôn không ai có thể hơn liền xem như huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, cũng không có tư cách. Rõ ràng người mang 95 nồng độ gian gia huyết mạch, lại vẫn luôn ẩn nấp tự thân, cất giấu không ra, không có nửa điểm yêu nghiệt nên có đảm đương và tính tình, thậm chí càng trong tộc đem gian huyền đẩy ra, vì hắn cản đau, dạng này tham sống sợ chết, một mực tự thân người, như thế nào phối chấp trưởng gian gia đại quyền. Đến nỗi gian hồng, hắn trực tiếp xem nhẹ không đề cập tới, dù sao vị kia xuất sinh đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới hơn một tháng thời gian, tung hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không khả năng đuổi kịp càng không thiếu tôn. Áo Lam Thiên Kiêu mà nói, lấy được chúng gian gia đệ tử tán đồng. Chính là, bên ngoài ẩn tàng tự thân thì cũng thôi đi, tại gian gia nội bộ, lại còn một mực che giấu, như thế nào? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta người trong nhà, làm hại hắn sao? Ta xem hắn A. Liền không có đem mình làm gian gia một phần tử. Hắn như làm thiếu tộc trưởng, ta thứ nhất không đồng ý. Ta cũng là. Mấy ngàn vị gian gia đệ tử, nghị luận ầm ĩ mang theo tự thân cảm xúc, đàm luận gian gia thiếu tộc trưởng chi vị thuộc về, phản phất. Bọn hắn thật sự nắm giữ quyết định thiếu tộc trưởng chi vị thuộc về quyền lợi đồng dạng. Cũng chính là Giang Huyền không biết một màn này, bằng không thì hắn nếu là tại chỗ, nhất định vui tươi hớn hở mà móc ra ghế đậu, đập lấy hạt dưa, tiếp đó mang theo tí ti hoài niệm cùng hồi ức, đứng xem cái này giống như đã từng quen biết cỡ lớn mạng lưới xử án hiện trường. Có lẽ, còn có thể cảm thán một câu, đã lâu không gặp, khả ái khu bình luận. Chương 172, Giang gia đổi ta đại đạo thông thiên. Gặp một đám đệ tử nghị luận, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí không thiếu đều lòng đầy căm phẫn, lộ ra tức giận thần sắc, tựa như đang vì gian càng không minh không rõ, phải kiên quyết ủng hộ gian càng không đồng dạng. Áo Lam Thiên kêu lộ ra cao minh xính nụ cười, mịt mờ hướng tộc lão gật đầu ra hiệu, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Tộc lão gật đầu nở nụ cười, có chút thỏa mãn nhìn một màn trước mắt. Tại gian gia trong hàng đệ tử, dư luận. Đã nhấc lên đây là bọn hắn mạch này vì gian càng không tạo thế một bộ phận không giống với lôi kéo trưởng lão cần tính thực chất trả giá những thứ này còn non nớt gian gia đệ tử chưa thấy qua cảnh đời gì trẻ tuổi đơn thuần thanh tịnh chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền sẽ trở thành cuồng nhiệt ủng độn mặc dù bọn hắn đối với gian càng không tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị rất khó có tính thực chất tác dụng nhưng dư luận một khi đạt đến trình độ nhất định đại trưởng lão cùng những trưởng lão kia đang làm quyết định thời điểm tuyệt đối không cách nào coi nhẹ trong tộc những đệ tử này âm thanh thậm chí nếu là dư luận đạt đến đỉnh phong, đại trưởng lão bọn hắn chỉ sợ đều phải làm ra nhượng bộ. Thiếu tộc trưởng chi vị, không phải càng không không ai có thể hơn. Tộc lão trong lòng tự tin vô cùng, liền xem như thần cốt cùng huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, tại bọn hắn mạch này rất nhiều chuẩn bị, tạo thế phía dưới, cũng khó có thể chống lại. Lúc này, một vị nữ đệ tử nhìn chầm chầm gian càng khôn, mắt sáng lên, nghiễm nhiên một bức tiểu mê muội bộ dáng, cả gan dò hỏi, càng khôn thiếu tôn, ngươi coi đó thật sự nghịch phạt hai vị hư thần, còn điểm giết bốn vị hư thần. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, một đám gian gia đệ tử toàn bộ đều ngừng nghị luận, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía gian càng khôn, mong đợi từ đối phương trong miệng đạt được khẳng định đáp lại, phản phất dạng này bọn hắn cũng tham dự đồng dạng, cùng vinh có chỗ này. Gian càng không thần sắc trì trệ, đôi mắt lấp lóe, chần chờ không có trả lời. Đứng ở một bên khôi tiên sinh, ké mắt chú ý gian càng khôn, âm thầm bật cười, nhìn ngươi da mặt rốt cuộc thật hay không dày như vậy, nghịch phạt hư thần chuyện lớn như vậy cũng dám mặt không đỏ tim không đập mà nhận phía dưới gian càng không tê cả da đầu, hắn chính xác không quá có dũng khí nhận lần tiếp theo chuyện mẹ nó nghịch phạt hư thần a chỉ là hư thần hai chữ liền đã đủ để cho hắn sợ hết hồn hết vía, nào còn dám nói bừa chính mình từng nghịch phạt qua loại cảm giác này giống như là một tôn vô thượng thần linh phủ phục ở tại dưới chân sinh linh, đừng nói không tuân theo đối phương liền xem như sau lưng chửi bới cũng tuyệt đối sẽ thấp thỏm lo âu, lòng sinh sợ hãi. cho nên gian càng không dứt khoát tránh không nói, ngược lại nhìn về phía tộc lão trầm giọng dò hỏi, xin hỏi tộc lão, Giang Huyền phải chăng hồi tộc? Hồi tộc? Tộc lão sững sờ, có chút không hiểu, nhưng vẫn là lắc đầu, chắc chắn đạo, Giang Huyền từ tổ địa thí luyện sau khi kết thúc, một mực tại bế quan, đến nay chưa xuất quan. Chưa xuất quan. Giang càng không sắc mặt tối sầm, không có xuất quan cái rắm. Tên kia đều phủ lấy thân phận của ta, đem chân thần bí cảnh đều sốc, làm sao có thể còn không có xuất quan. Xem ra, Giang Huyền ứng nên còn tại Nam Thần Châu, chưa quay về. Giang Càng Khôn trong lòng thầm thở vào nhẹ nhõm, như vậy, hắn cũng liền không có chút nào gánh vác mà tiếp tục giả bộ nữa, tiếp đó dành thời gian mượn nhờ bây giờ uy vọng, trù tính chung toàn bộ Giang gia thiên kiêu, tiến vào địa hoàng bí cảnh. Đến nỗi Giang Huyền. Hắn nếu như trang tiếp, thủ tính trong tộc tất cả mọi người, giả cũng liền đã biến thành thật sự. Đến lúc đó, cũng không cho phép Giang Huyền phản kháng. Mà Giang Càng không hỏi thăm, tại mọi người xem ra, thì rõ ràng là muốn kiêu chiến Giang Huyền, cướp đoạt đối phương thiếu tộc trưởng chi vị, lập tức một mảnh reo hò, càng không thiếu tôn tiếng cùng hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng tứ phương phô tán quanh quẩn thậm chí không thiếu đệ tử bay thẳng thân mà đi bôn tẩu bẩm báo càng không thiếu tôn trở về chậm đợi giang huyền xuất quan, khiêu chiến giang huyền rửa sạch nhục nhã tìm lấy thiếu tộc trưởng chi vị dạng này truyền ngôn tại trong gian gia từng tòa thần phong truyền ra dần dần liền ngoại hạng thậm chí diễn biến đến cuối cùng trực tiếp biến thành giang huyền lăn ra đến người thiếu tộc trưởng chi vị càng không thiếu tôn muốn đương nhiên đây là chuyện sau đó trước đó giang càng không cùng tộc lão cùng cùng một mạch cường giả tiến vào từ đường sau đó trực tiếp nói tộc lão giang huyền xuất quan ngày còn không cũng biết thiếu tộc trưởng chi vị tranh đoạt có thể hơi gác lại không cần nóng lòng nhất thời trong lời nói mang theo tự tin ý vị thâm trường đạo ta đồ vật sớm muộn là ta không ai cướp đi được tộc lão cùng chúng cường giả nhìn chăm chú một mắt suy nghĩ một hai chậm rãi gật đầu một cái ngươi đã có ý nghĩ của mình chúng ta tự nhiên ủng hộ tứ trưởng lão bên kia ta sẽ đích thân đi chào hỏi, sẽ không nóng lòng nhường ngươi kêu chiến Giang Huyền, cướp đoạt thiếu tộc trưởng chi vị. Đa tạ tộc lão lý giải. Giang Càng không hơi hơi thi lễ. Tộc lão gật đầu nở nụ cười, chúng ta sẽ không điều kiện ủng hộ ngươi, giúp ngươi thuận lợi trưởng thành, vô luận là bây giờ thiếu tộc trưởng chi vị, vẫn là tương lai đại đạo chi đường. Ngươi có gì cần, cứ sách, chúng ta chắc chắn toàn lực thỏa mãn ngươi. Giang Càng không miếm môi, trầm mặt một hai, sau đó giống như là lấy hết dũng khí, đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía tộc lão chậm rãi nói, tộc lão có chỗ không biết, lần này ta trở về là vì ta gian gia đệ tử, ta trước đó vài ngày, dưới cơ duyên xảo hợp thu được một phần cơ duyên to lớn, nếu thao tác thỏa đáng, nuốt vào phần cơ duyên này, ta gian gia sẽ nên đón toàn diện đề thăng. A. À, tộc lão nhíu mày, trực giác có chút không đúng, nhưng vẫn là đè xuống trong lòng quá dị, hỏi, cơ duyên gì? Giang càng không hít sâu một hơi, ngữ khí hơi trầm xuống, chậm rãi phun ra. Địa hoàng bí cảnh. Ta lấy được một cái địa hoàng bí cảnh chìa khóa, có thể thao túng địa hoàng bí cảnh bộ phận quy tắc, có thể bảo đảm ta gian gia đệ tử tiến vào, nhất định an toàn không lo. Cho nên, ta lần này trở về, là muốn mang ta gian gia đệ tử tiến vào bên trong, đem địa hoàng bí cảnh cơ duyên, đều cướp lấy. Tộc lão bọn người đôi mắt hơi nhíu. Hắn gian gia trong tình báo, vì cái gì không có cái gọi là địa hoàng bí cảnh xuất thế tin tức. Địa hoàng bí cảnh. Lúc này, một vị trong đó cường giả nhớ lại một hai, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thế nhưng là bên trong thần châu phương kia tồn tại ở viễn cổ di chỉ gian Càng không kinh ngạc ghé mắt, vuốt cầm nói, chính là. Tộc lão bọn người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía vị cường giả này, cái này địa hoàng bí cảnh, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Vị cường giả này lắc đầu, có chút không xác định địa đạo, ta từng tại trên một bộ không trọn vẹn của tịch gặp qua địa hoàng bí cảnh lẻ tẻ ghi chép, nghe nói đạo kia bí cảnh, vốn là địa hoàng cung điện, vào thời viễn cổ xuất thế, dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt, chém giết, cái kia một hồi trong đại chiến. Thậm chí không thiếu hư thần chí cường giả vẫn là. Nhưng, cuối cùng lại xuất hiện một vị cường giả bí ẩn ngồi thu ngư ông thủ lợi mạnh mẽ bắt lấy địa hoàng bí cảnh bá đạo đem tự mình chiếm giữ đồng thời đem hắn phong tỏa trục xuất tới đặc thù trong không gian thứ nguyên đến sau cái kia địa hoàng bí cảnh lại cũng chưa từng xuất thế qua đám người nghe vậy đều là cả kinh ngay cả hư thần đều vẫn lạc tại trong tranh đoạt cái này mẹ nó phải là bí cảnh gì a à? mới có thể có sức hấp dẫn như thế càng khôn ngươi xác định là địa hoàng bí cảnh chìa khóa hơn nữa có thế bảo đảm gian gia đệ tử tiến vào bên trong sinh mệnh không lo tộc lão nhìn về phía gian càng khôn thần sắc nghiêm thận trọng xác nhận nói ngay cả hư thần đều phải tranh đoạt đều biết vẫn lạc trong đó chắc chắn tồn tại cơ duyên to lớn nhưng cũng tất nhiên ẩn chứa đại khủng bố gian càng không trịnh trọng gật đầu một cái tộc lão yên tâm ta không có nửa câu nói bừa hơn nữa căn cứ vào chìa khóa chỗ phản hồi tin tức của ta bây giờ sắp xuất thế địa hoàng bí cảnh trong đó hẳn là bị vị ki cường giả thần bí bày ra ngập trời cấm chế chỉ cho phép cốt linh tại trăm tuổi trở xuống người tiến vào bên trong. Coi như chìa khóa mất đi hiệu lực, bằng vào thực lực bây giờ của ta, trăm tuổi phía dưới, hoàn toàn có thể quét ngang, bảo hộ ta gian gia đệ tử sinh mệnh không lo, tuyệt đối không là vấn đề. Chỉ cần ta nghĩ, ta chính xác có thể bảo đảm tiến vào gian gia đệ tử, sinh mệnh không lo, thậm chí thông suốt, cũng không phải việc khó. Thế nhưng là, ta không muốn A. À. Giang càng khôn trong đầu không khỏi hiện lên giang huyền thân ảnh không khỏi âm thầm cười lạnh nói, muốn trách liền nên Giang Huyền A, hắn đoạt ta hết thảy, còn muốn vu oan giá họa tại ta, để cho ta đeo lên thiên đại hát qua. Ta không có biện pháp, ta không có đường lui, đây chỉ có thể dùng Giang gia đệ tử tính mệnh, đổi lấy ta đại đạo thông thiên. Huống chi? Đây là Giang gia thiếu ta. Chương 173, xin chỉ thị núi tổ. Từ đường bên trong, Giang càng không thuyết phục rất lâu, mới rốt cục lấy được tộc lão gật đầu, hứa hẹn đem việc này cáo tri tứ trưởng lão, tranh thủ lấy được các trưởng lão đồng ý, mang theo gian gia tất cả thiên kiêu đệ tử đi tới địa hoàng bí cảnh cướp lấy cơ duyên tại trong tộc lão trong tưởng tượng của bọn hắn gian càng không hẳn là muốn vì gian gia làm nhiều một số việc thu được đầy đủ đoạt được công huân dạng này mới có thể càng thêm danh chính ngôn thuận đem gian huyền thay vào đó dùng cái này chắn ung dung miệng để cho mình tại trong tộc danh tiếng trình độ lớn nhất bên trên không bị hao tổn hại dù sao tại trong lịch sử của gian gia thiếu tộc trưởng vẫn luôn là cố định trừ phi thiếu tộc trưởng vô ý vẫn lạc, bằng không thì sẽ không xuất hiện thiếu tộc trưởng thay người tình huống. Giang càng không nếu bây giờ liền tùy tiện khiêu chiến, cũng không tồn tại vấn đề quá lớn, nhưng ở đại trưởng lão nơi đó. Cảm nhận có thể sẽ rơi vào phía dưới thành, lòng có không vui. Dù sao, đại trưởng lão tuân thủ nghiêm ngặt tộc quy, là mọi người đều biết, thậm chí có thể xưng tụng cứng nhắc. Càng không bây giờ càng thành thuộc thể, mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, đã rất có thiếu tộc trưởng phong thái. Tộc lão nhìn qua Giang càng không rời đi thân ảnh, không khỏi vuốt râu nở nụ cười chư vị cường giả khẽ gật đầu rất tán thành các vị chuẩn bị thêm một chút a à, trước tiên đem chúng ta một mạch thiên kiêu triệu tập lại tập trung huấn luyện mặc dù địa hoàng bí cảnh là chúng ta toàn bộ gian gia cơ duyên nhưng mình một mạch đệ tử có thế trong năm hay là muốn trong năm một hai tộc lão phân phó nói giang càng không cùng khôi tiên sinh quay về chính mình đạo trường lúc này khôi tiên sinh mới mang theo ý cười trêu ghẹo nói ngươi ngược lại là lớn trái tim giang huyền đem hắc qua vứt cho ngươi ngươi không chỉ có đón lấy, còn thật kinh khủng mà mượn nhờ hắc qua mang tới uy vọng, cướp lấy tự thân lợi ích. Giang càng không lường khôi tiên sinh một mắt, lạnh nhạt đạo, nếu như ta bại lộ, còn thế nào hoàn thành sư tôn nhiệm vụ? Khôi tiên sinh sửng sốt một chút, nhìn sâu một cái đối phương, phản phất lần thứ nhất nhận biết cái này Giang càng không đồng dạng, trong mắt hắn, tiểu tử này chính là mười phần ngu xuẩn, hôm nay ngược lại thay đổi trạng thái bình thường, nhiều một điểm nhỏ thông minh. Mặc dù không nhiều, nhưng cái khó có thể là quý thánh chủ để cho hắn yểm hộ giang càng không hồi tộc mặt ngoài là bảo vệ đối phương nhưng cấp độ sâu nguyên nhân hiển nhiên là muốn hắn giám thị giang càng Khôn, để phòng đối phương làm ra ngu xuẩn sự tình lúc cần thiết hắn thậm chí có thể cưỡng ép khống chế đối phương thậm chí tiến hành đoạt xá lấy đối phương thân phận tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ dù sao rất nhiều mưu đồ nhiều lần thất bại thánh chủ đối với giang càng Khôn đã mất kiên trì bất quá hôm nay gặp mặt giang càng không còn không có ngu đến mức tình cảnh không có thuốc chữa hắn biết rõ mình muốn cái gì cũng đầy đủ lòng dạ ác độc, quả quyết, trước mặt một loạt thất bại. Rất có thể thật là cái kia gian huyền quá yêu, gian càng không khó mà ngang hàng. cô tiên sinh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, dò hỏi, bước kế tiếp, ngươi định làm gì? Gian càng không còn chưa kịp trả lời, đưa tinh thần phù tự bay đi, diễn hóa âm dương gương đồng hư ảnh, hiện ra âm dương thánh chủ mông lung thân ảnh. Hai người liền vội vàng không người hành lễ, bái kiến sư tôn, thánh chủ. Sự tình làm thế nào? Âm dương thánh chủ ngữ khí lạnh lùng hồi bẩm sư tôn, hết thảy thuận lợi. Giang càng không chuyển thuật vừa mới một màn, sau đó có chút tự tin cười lạnh nói, Giang huyền như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn đem oan ức vứt cho ta, ngược lại giúp ta tại trong tộc vi vọng, đã kéo lên đến đỉnh phong, bây giờ có thể rất dễ dàng điều động Giang gia đệ tử, đem bọn hắn lừa bịp đến địa hoàng bí cảnh. Âm dương thánh chủ đối với cái này bảo trì hoài nghi, liếc mắt nhìn khôi tiên sinh, nhận được đối phương gật đầu xác nhận sau, mới yên lòng, do dự một hai, quyết định trước tiên cho đối phương một khỏa táo ngọt, kích động một chút đối phương tính tích cực. Làm không tệ, ngươi gần đây cố gắng, ta đều nhìn ở trong mắt, hôm nay đặt phê đem ngươi đề bạc làm chuẩn thánh tử. Đợi ngươi thuận lợi hoàn thành địa hoàng bí cảnh mưu đồ, ngươi chính là ta âm dương thánh địa thánh tử. Giang Càng không hô hấp trì trệ, đôi mắt hiện ra tơ máu, kích động quỳ xuống đất dập đầu, đệ tử khấu tạ sư tôn. Đệ tử nhất định không phụ sư tôn sở thác, hoàng mỹ hoàn thành địa hoàng bí cảnh nhiệm vụ, đem Giang gia đệ tử đều lưu lại. Ân. Âm dương thánh chủ gật đầu nở nụ cười, đến hôm nay mức này, hắn nhằm vào gian gia mưu đồ, cũng không cần lại giấu giếm. Dù sao, gian càng khôn đã không có đường lui có thể đi, chỉ có thể vì hắn làm việc. Địa hoàng bí cảnh đã chuẩn bị ổn thỏa, gần đây ta sẽ lần lượt thả ra một chút động tĩnh cho thế nhân địa hoàng bí cảnh sắp xuất thế giả tượng, ngươi lại thuận thế thuyết phục gian gia trưởng lão, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Sư Tôn Thánh Minh Ngày kế tiếp, tổ phong tổ điện Giang Càng không quay về sau, Giang gia một đám trưởng lão triển khai một vòng mới hội nghị. Đại trưởng lão, Giang Càng không tư chất rất cao, lại tài hoa vô song, ta cho rằng là ta Giang gia thiếu tộc trưởng nhân tuyển tốt nhất. Tứ trưởng lão lần này trực tiếp cho thấy tự thân lập trường, không chút do dự đứng đội Giang Càng khôn, không có nửa điểm che giấu. Sau đó, lại có ba vị trưởng lão, cũng nhau nhau đi ra, tán thành tứ trưởng lão lời nói, tất cả muốn ủng hộ Giang Càng không trở thành thiếu tộc trưởng. Những trưởng lão còn lại nhìn chăm chú một mắt, trong mắt đều mang nghi hoặc, tứ trưởng lão mấy cái này hôm nay thế nào? Ngại chính mình trưởng lão chi vị quá bỏng cái mông, lại dám công khai đứng đội. Bọn hắn cũng không phải không rõ ràng đại trưởng lão tính khí. Lấy bọn hắn hôm nay đứng đội hành vi, đại trưởng lão tức giận phía dưới, nói không chừng sẽ trực tiếp tước đoạt trưởng lão của bọn họ chi vị, đem bọn hắn toàn bộ ném ra, trấn thủ Lâm Viên nhà ngục. Đại trưởng lão cũng lông mày nhíu một cái, có chút không vui đạo, các ngươi có ý tứ gì? Lúc trước đã xác định, gian càng không muốn thiếu tộc trưởng chi vị đều có thể khiêu chiến Giang Huyền đi, vì cái gì từng bước ép sát. Chẳng lẽ các ngươi muốn để triều ta lệnh tịch đổi? Ngữ khí lạnh lẽo, mang theo tức giận, toàn bộ tổ điện đều tùy theo rung lên. Tứ trưởng lão lại sắc mặt không thay đổi, hắn hôm nay dám, như vậy nói thẳng, tự nhiên có chỗ dựa dẫm, trở về đại trưởng lão, Giang Huyền từ tổ địa thí luyện thí luyện, một mực ở vào bế quan bên trong, đến nay chưa từng xuất quan, ta hoài nghi đối phương là nghe được phong thanh, sợ Giang càng không khiêu chiến, cố ý mượn bế quan danh nghĩa, tránh không ra. Nếu như Giang Huyền Nhất thẳng bế quan không ra, chẳng lẽ vẫn bá chiếm ta Giang gia thiếu tộc trưởng chi vị? Đại trưởng lão không ngại nghe một chút trong tộc âm thanh, trong tộc rất nhiều đệ tử đối với cái này đã vô cùng bất mãn, nói thẳng để cho Giang Huyền lăn ra đến, đem thiếu tộc trưởng chi vị giao cho Giang Càng Khôn. Tứ trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh nhạt nở nụ cười, chúng ta những thứ này làm trưởng lão, chức trách chính là quản lý, xây dựng Giang gia, cũng không thể không để mắt đến trong tộc đệ tử bất mãn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn hôm nay gần như bức thoái vị ngôn luận dựa dẫm, chân chính chèo chống hắn tới nguyên nhân, nhưng là gian càng khôn một mạch tộc lão đêm qua đưa tới cái kia 10 cái trữ vật giới chỉ. Đồ vật không nhiều, đại khái là một cái nhị lưu thế lực tất giữ A. Đối phương còn hứa hẹn, địa hoàng bí cảnh cơ duyên, phân hắn ba thành. Chỉ cần hôm nay đem gian càng khôn đẩy lên thiếu tộc trưởng cao vị, dẫn dắt gian gia đệ tử đi tới địa hoàng bí cảnh, cướp lấy cơ duyên, tự nhiên cũng chính là danh chính ngôn thuận chuyện. Tứ trưởng lão chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, cho nên. Đề nghị của ta là, thủ tiêu gian huyền, Khắc lập gian càng không vì ta gian gia thiếu tộc trưởng. Mong đại trưởng lão minh xét. Chúng ta tán thành, mong đại trưởng lão minh xét. Mặt khác ba vị trưởng lão cũng theo đó chấp tay thi lễ. Tổ điện đột nhiên yên tĩnh. Một đám trưởng lão sắc mặt đều trầm xuống. Trong tộc dư luận phong bạo, bọn hắn cũng biết không thiếu, chính xác như tứ trưởng lão lời nói, thế hệ trẻ tuổi các đệ tử, bây giờ đối với gian huyền có nhiều bất mãn, thậm chí không thiếu đã vây lại gian huyền nhất mạch cửa ra vào, nếu không phải đối phương tộc lão nhóm cường giả ngăn cản, chỉ sợ đã bước lên gian huyền đạo trường bức đối phương hiện thân giao ra thiếu tộc trưởng chi vị có thể nói gian huyền bây giờ chính xác mất dân ý trái lại gian càng khôn huy vọng cực thịnh cũng độn giả không phải số ít đại trưởng lão đôi mắt lấp lóe lần thứ nhất có khó giải quyết cảm giác nếu bàn về tộc quy tứ trưởng lão đám người đề nghị hắn tự nhiên sẽ vô tình bác bỏ thậm chí còn có thể hàng phạt đối phương nhưng trong tộc đệ tử âm thanh hắn không cách nào coi nhẹ cũng không thể coi nhẹ rơi vào đường cùng, đại trưởng lão chỉ có thể thở dài một hơi, xin chỉ thị núi tổ A. Tâm thần mọi người rung lên, gật đầu một cái. Tứ trưởng lão mấy người thì lộ ra mỉm cười thắng lợi, núi tổ tiên phía trước đã ban xuống ý chỉ, chỉ rõ để cho bọn hắn trọng điểm chú ý gian càng khôn, hơn nữa gian huyền vẫn là đối phương đẩy ra tấm một, cả hai tại núi tổ trong lòng, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Hôm nay, gian huyền tất nhiên sẽ bị thủ tiêu, gian càng không thượng vị. Chương 174, gian gia không có suy bại kỳ tích một đám trưởng lão đi tới tổ địa, mặt hướng bao phủ tổ địa tinh hà, không mình hành lễ, cung thỉnh sơn tổ buông xuống, chúng ta có việc xin chỉ thị. Bao la khí thế phun trào, mênh mông tinh hà kéo dài, hiện ra nguy nga thần mộ hình bóng, núi tổ khôi ngô mông lung thân ảnh, từ trong đó đi ra, quan sát đám người, chuyện gì? Đại trưởng lão cúi đầu bẩm báo, sau đó cung kính nói, vọng sơn tổ thứ lỗi, ta làm việc bất lợi, thực sự không cách nào quyết đoán, chỉ có thể thỉnh sơn tổ làm ra chỉ thị. Tứ trưởng lão thì tùy theo mở miệng, trong giọng nói mang theo chắc chắn, núi Tổ Minh xét, trong tộc đệ tử có nhiều bất mãn, thực sự không cách nào lắng lại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bãi miễn Giang Huyền, Khắc Lập Giang càng không vì thiếu tộc trưởng, mới có thể lắng lại trong tộc đệ tử lửa giận. Xem như tấm một, Giang Huyền làm đích xác thực không tệ, nhưng dạng này cuối cùng không phải lâu dài sự tình, nếu một mực để cho Giang Huyền nhận mặt ta Giang gia thiếu tộc trưởng, sẽ chỉ làm Khắc đạo thống xem nhẹ, không chỉ biết khinh thị ta Giang gia, lại càng không lợi cho ta Giang gia tương lai nhập thế tranh phong. Huống hồ gian càng không vô luận là tư chất, vẫn là trong tộc vi vọng, cũng là thiếu tộc trưởng có một không hai nhân tuyển. núi tổ sững sờ, có chút mờ mịt, tấm một. cái gì tấm một? một đám trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người, có chút mơ hồ, không khỏi hướng đại trưởng lão ném ánh mắt nghi hoặc. gian huyền người thiếu tộc trưởng này, không phải núi tổ đẩy ra yểm hộ vì kiêu huyết mạch phản tổ yêu nghiệt tấm một sao? đại trưởng lão cũng một mặt hoang mang, hắn hẳn là không sẽ sai ý a. À núi tổ có ý định ẩn nấp huyết mạch phản tổ yêu nghiệt nhưng lại khác lập gian huyền vì thiếu tộc trưởng không hiển nhiên chính là đẩy ra cản đao sao sau đó đại trưởng lão trần chờ hồi bẩm núi tổ nghe vậy khóe miệng giật một cái tức giận khí tức đều rối loạn lão tử đem gian huyền lập làm thiếu tộc trưởng hợp lấy các ngươi cho là ta đùa dẫn đâu gian gia xưa nay thiếu tộc trưởng cũng là cố định hắn làm sao lại cưỡng ép thay đổi gian gia truyền thống các ngươi chẳng lẽ những ngày này một mực đem gian huyền xem như tấm một đối đãi núi tổ đè nén phẫn nộ trong lòng trầm giọng quát hỏi đại trưởng lão bọn người giật mình trong lòng lập tức đã tuôn ra bất an sâu đậm chẳng lẽ bọn hắn hiểu nhầm rồi lập tức toàn bộ đều cúi đầu tâm như hến thấy thế núi tổ khí cân xanh nổi lên hận không thể một cái tác chụp chết những thứ này hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa ý niệm đến nước này núi tổ đột nhiên trở về chỗ tới chẳng thể trách gian huyền nhất thẳng muốn ẩn nấp tự thân dù là tại trong tộc cũng không muốn bại lộ hắn huyết mạch phản tổ bí mật Hắn vốn là còn chút không vui, cho rằng Giang Huyền quá sợ chết, liền người trong nhà thế mà đều không tính nhiệm. Thể nội chảy xuôi giống nhau huyết mạch, bọn hắn làm sao lại làm hại hắn? Hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình xem nhẹ bọn hắn. Có như thế một đám ngu xuẩn trưởng lão, sao mẹ nó trực tiếp làm hại, còn muốn mệnh. Có ý tứ. Lúc này, Giang Trường Thọ đi ra. Đại trưởng lão bọn người tâm thần rung lên, vội vàng chắp tay bái lễ, gặp qua Trường Thọ tiên tổ. Trong lòng thì nổi lên một hồi kinh ý gian trường thọ tiên tổ lúc nào thức tỉnh. Bọn hắn như thế nào không hề có một chút tin tức nào. Phải biết, gian gia trên mặt nổi hiện có ba vị hư thần, đều ngủ say tại trong gian gia bí địa, nếu không có nguy hiểm cho gian gia tai họa, tuyệt sẽ không thức tỉnh đi ra. Dù sao, hư thần chí cường giả, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực, cũng là cấp chiến lược nội tình, như thế nào dễ dàng gặp người. Cũng liền là chân thần trong bí cảnh đạo nhân kia bia, sức hấp dẫn thực sự quá lớn, mới có thể dẫn động hư thần chí cường giả, cũng chú ý nhà mình đạo thống an nguy tự đi ra, tìm kiếm tự thân cơ duyên. Nói cách khác, Giang trường thọ thức tỉnh, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, trong đó nhất định tất giấu bọn hắn không biết được bí mật. Kết hợp sơn tổ đối với Giang huyền phản ứng, tất cả trưởng lão giật mình trong lòng, con người kịch liệt co vào, lập tức có một cái làm bọn hắn tâm thần hoảng sợ ngờ tới, chẳng lẽ là bởi vì Giang huyền? Không thể nào. Giang Huyền mặc dù người mang 75 giang gia huyết mạch, tư chất có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng xa xa không đạt được muốn để Giang Trường Thọ tiên tổ thức tỉnh trình độ A chẳng lẽ nói vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt kỳ thực chính là giang huyền bất quá tứ trưởng lão bọn bốn người lúc này lại còn không hết hy vọng quyết giữ ý mình giang trường thọ tiên tổ thức tỉnh có lẽ là bởi vì giang càng khôn giang càng khôn lật tung chân thần bí cảnh cùng ôm tắc hạ học cung cùng người bia còn nghịch phạt hai đại hư thần càng điểm giết bốn vị hư thần phần này kinh thế chiến tích dẫn tới giang trường thọ tiên tổ đi ra vì đó hộ đạo cũng hoàn toàn có thể nói phải thông phần này khả năng rất lớn nhất thiết phải lớn, nếu như không đúng. Tứ trưởng lão bốn người trong lòng lo sợ bất an, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là bọn họ cực sai, bọn hắn có thể bị ngoại phái đóng giữ gian gia chi nhánh, đã là kết quả tốt nhất. Hơi nghiêm trọng một điểm, bọn hắn chỉ sợ quãng đời còn lại liền thật muốn tại trong lâm biên nhà ngục vượt qua. Giang trường thọ đạp không mà đi, đi đến chư vị trưởng lão trước người, nhiều hứng thú nhìn xem những người này, giống như là tại nhìn một đám động vật quý hiếm, vừa đi vừa về nhìn nhiều lần, chật chật lạ thường, gian gia tại trong tay các ngươi, không chỉ có không có suy bại, lại còn có thế vui vẻ phồn vinh, cũng thực sự là kỳ tích. Đại trưởng lão bọn người đột nhiên sắc mặt trắng nhật, quả nhiên là bởi vì Giang Huyền đi. Tứ trưởng lão bốn người thì tê cả da đầu, cơ thể ngăn không được mà run rẩy. Xong. Toàn bộ xong. Trở về đi, hết thảy như cũ. Lúc này, Giang Trường Thọ lại khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa. Núi tổ liếc mắt nhìn Giang Trường Thọ, cũng có chút kỳ quái đối phương thái độ, nhưng cũng không có ngăn cản, hắn tin tưởng đối phương cũng không sàng bậy, làm như vậy chắc chắn tự có thâm ý của hắn. Đại trưởng lão bọn người sững sờ, ngạc nhiên ngẩng đầu, mang theo hoang mang cùng bất an, cứ như vậy viết ngoáy mà kết thúc. Nói thật, nếu như núi tổ cùng gian trường thọ tiên tổ nổi trận lôi đình, nghiêm trọng mà trừng phạt bọn hắn, trong lòng bọn họ ngược lại sẽ thở dài một hơi, không cần lo lắng nữa chịu sợ. Trừng phạt rơi xuống, cũng mang ý nghĩa lỗi lầm của bọn hắn liền như vậy bỏ qua. Nhưng bây giờ, gian trường thọ tiên tổ hời hợt đuổi bọn hắn rời đi, bọn hắn ngược lại đoán không cho phép tiên tổ suy nghĩ trong lòng, trong lòng tự nhiên càng thêm bất an, sợ hãi. Nhất là tứ trưởng lão bọn người, càng là mặt xám như tro, toàn thân đều bao phủ tại trong sợ hãi thật sâu. Tiên tổ bây giờ thái độ này. Bọn hắn khó thoát khỏi cái chết A. Chúng ta có mắt không trồng, nghiêm trọng đánh giá thấp gian huyền tư chất cùng tiềm lực, còn xin tiên tổ trách phạt. Tứ trưởng lão bọn người vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, trung giọng cầu xin. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn nghĩ tái tranh thủ một chút. Lăng, Gian Trường Thọ lời ít mà ý nhiều quát lớn, để các ngươi hết thảy như cũ, các ngươi liền đàng hoàng hết thảy như cũ, chớ tự làm thông minh, vọng trắc ý nghĩ của chúng ta. Tất cả trưởng lão thân hình rung lên, chỉ có thể mang theo sợ hãi rời đi. Bọn hắn không rõ ràng vì sao tại núi tổ cùng Giang Trường Thọ tiên tổ trong mắt, Giang Huyền tầm quan trọng tại sao lại viễn siêu Giang Càng Khôn, nhưng sự thật liền đặt ở nơi này bên trong, bọn hắn dựa theo Giang Trường Thọ tiên tổ nói làm chính là. Đến nỗi Giang Huyền đến tục cùng có dấu bí mật gì, thậm chí hắn đến cùng có phải hay không vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt. Bọn hắn không thèm nghĩ nữa, cũng không dám suy nghĩ. Tiên tổ đã mệnh lệnh rõ ràng cảnh cáo bọn hắn không cần tự cho là thông minh, bọn hắn nếu lại phạm, cái kia thật chính là sống được không kiên nhẫn được nữa. Chư vị trưởng lão rời đi. Núi tổ lúc này mới nhìn về phía Giang Trường Thọ, hỏi, ngươi để cho bọn hắn hết thảy như cũ, đây là ý gì? Giang Trường Thọ cười ha ha, ngươi cảm thấy, có những tên ngu xuẩn này tại, bảo trì hiện trạng cùng tình hình thực tế bẩm báo so sánh, một loại nào tình huống, Giang Huyền càng thêm an toàn. Giang càng khôn. Bây giờ thế nhưng là trên lưng một ngụm đại hát qua. Chỉ là mấy cái kia hư thần đạo thống, hậu duệ liền cho người khó lòng phòng bị. Chương 175, tu hành bảo thuật nữ hoa ngủ say. Sơn tổ thần tình trì trệ, suy tư một hai, chậm rãi gật đầu, có chút bất đắc dĩ thừa nhận nói, ngươi làm rất đúng. Giang càng không bên kia cần thiết phải chú ý một chút. Lúc này, Giang trường thọ tiên tổ nghĩ nghĩ sau, lại nói, tiểu tử này có điểm gì là lạ, hắn cho Giang Huyền cổng nồi, không chỉ không có nửa điểm cảm xúc, lại còn như thế thản nhiên tiếp nhận, làm bộ, nhiều dĩ giả loạn chân ý tứ, đây không phải một cái thiên kiêu nên có phản ứng. Núi tổ gật đầu, thản nhiên nói, địa hoàng bí cảnh chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cần cáo tri sao? Giang trường thọ nhìn về phía núi tổ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, tựa như hoàn toàn không lo lắng địa hoàng bí cảnh có hố đồng dạng. Núi tổ cũng cười, hết thảy như cũ. Có Giang Trường Thọ vì Giang Huyền hộ đạo, Giang Huyền sinh mệnh không lo, những thứ khác. Mặc cho tiểu tử kia dày vò chính là. Đến nỗi địa hoàng bí cảnh có lẽ sẽ có vấn đề. Có, lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, cũng là hư ảo. Trước kia hắn có lẽ còn sẽ có chút do dự, bây giờ. Ai dám tính toán Giang Huyền, hắn sẽ không chút do dự từ trong thần mộ leo ra, bóp chết đối phương. Bất quá. Vẫn là đem tiểu tử kia gọi đi vào, thật tốt lãm nhảm một lãm nhảm A. Núi tổ do dự một hai, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu tử kia thực sự quá cẩu. tiếp tục như vậy không phải chuyện. hắn thực lực bây giờ cũng không kém, cũng là thời điểm để cho hắn đi tới đường đường chính chính nhập thế tranh phong. đại thế sắp tới, đại thế cơ hội sao dung sai qua? giang trường thọ nhếch miệng bất mãn nói, cậu lấy có vấn đề gì? lấy tiểu tử kia tư chất, cẩu đạo trường sinh chỉ là vấn đề thời gian. nhập thế tranh phong, cho dù có ta che chở, cũng khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm, nhiều đau a. À. xéo đi núi tổ tức giận mắng tiểu tử ngươi tốt nhất bỏ đi ngươi cái kia tiểu tâm tư đừng mưu toan dẫn đạo tiểu tử kia đặt chân cẩu đạo sư tôn ngươi khai sáng cái cẩu đạo cẩu đến bây giờ trường sinh không biết cẩu không có cẩu đến người lại mẹ nó trước tiên cẩu không còn mầm non tốt như vậy ngươi lấy ra che giấu chẳng lẽ chờ lúc nào đó chứng đạo trường sinh mới chạy đến sao cái kia còn tranh cái rắm giang trường thọ khóe miệng giật một cái có chút ngượng ngùng nói sẽ không ta ngược lại thật ra muốn dụ lĩnh tiểu tử kia lĩnh hội cẩu đạo thế nhưng là tiểu tử kia quá yêu nghiệp ta chút bản lãnh này đơn thuần là chậm trễ đối phương nếu là sư tôn tại liền tốt mầm non tốt như vậy chắc chắn mừng rỡ như điên gian trường thọ nghĩ như vậy sau đó quay người rời đi tổ địa đi đón dẫn gian huyền đến đây gian huyền nhất mạch một chỗ tương đối ẩn núp vô danh thần phong từ tộc lão bọn người tự mình bày ra cấm chế đại trận che lấp trong đó người nhà họ khương khí tức đáng nhắc tới chính là tòa này cấm chế đại trận chính là dùng để giam cầm gian hồng một cái kia Giang Huyền cự tuyệt cướp đoạt thần cốt sau, liền bị di chuyển đến nơi này, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Lúc này, bị sang bằng thần phong chi đỉnh, đã trở thành một cái tu luyện đạo cung, vị trí trung ương là một tòa tạm thời kiến tạo rộng rãi cung điện. Giang Huyền đem người bia gọi ra, hạ xuống rộng rãi trong cung điện. Người bia bóng loáng như gương bia trên mặt, dũng động bao la quan huy, tạo thành một đạo cổ lão môn hộ, tùy ý khương thần mấy người khương gia thiên kiêu yêu nghiệt tiến vào bên trong, tham gia người trong bia những cái kia cổ cường giả truyền thừa lạc ấn khảo hạch. Cái này 30 vị thiên kiêu yêu nghiệt, là Giang Huyền Ban Sơ thành viên tổ chức, tự nhiên muốn đem tốt đều dùng tới. Đương nhiên, chủ yếu là trong tay hắn đồ tốt thực sự nhiều lắm, đã không rảnh để ý tới người trong bia những cái kia cổ cường giả truyền thừa. Cho Khương Thần bọn hắn tăng cường lớp mình thực chất thực lực, cũng là một cái xử lý thích đáng phương thức. Giang Huyền vẫn còn có chút chờ mong tương lai, những người này trưởng thành, hắn vất tay gọi đến, nghiền ép địch nhân một màn kia. Chém chém giết giết, toàn bộ nhờ chính mình bên trên, quá thấp kém. Khương thần bọn người ở tại vì thông qua khảo hạch, thu hoạch cổ cường giả truyền thừa mà cố gắng, mà Giang Huyền thì tự mình bế quan, lĩnh hội kim thủ chỉ khen thưởng luân hồi bảo thuật. Luân hồi hư ảnh rung động nhẹ nhẹ, từ đang điền bên trong bay ra, lơ lửng tại trước người Giang Huyền. Vô thượng đạo âm vang lên lần nữa, rất nhiều huyền ảo đại đạo chí lý, lấy đại đạo minh văn phương thức lộ ra, một đạo tiếp lấy một đạo mà bay vào Giang Huyền thức hải, dung nhập Giang Huyền trong thần hồn. Giang Huyền thần hồn, trước kia đã đánh vỡ cực hạn, bây giờ đã ngưng tụ như thật, những thứ này đại đạo minh văn dung nhập thần hồn sau liền trực tiếp biến thành từng cái tối tăm khó hiểu luân hồi đường vân bám vào tại thần hồn mặt ngoài vì thần hồn tăng thêm một vòng sắc thái thần bí theo cảm ngộ tiến hành luân hồi hư ảnh chậm rãi chuyển động tạch 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 không cách nào miêu tả âm thanh vô căn cứ sinh ra tại trong mật thất kéo dài mà quanh quẩn mờ mịt khí thế như mây mù giống như bao phủ gian huyền có loại thần thánh mênh mông cảm giác tựa như một vị vô thượng tồn tại đang tại trình bày thâm ảo đại đạo phản phất ẩn chứa vô thượng chí lý Giang Huyền thần hồn tự nhiên di tán hào quang, tùy theo ảm đạm xuống. Tâm thần cũng theo đó yên lặng, khí tức bộc phát yếu ớt như nến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ theo gió mà qua đồng dạng. Nếu không phải trái tim còn tại như có như không nhảy lên, vào giờ phút này Giang Huyền cùng vừa đã mất đi sinh mệnh thi thể, không có gì khác biệt. Tiểu tử này thì thế nào? Phu tử đi ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Huyền, rất là không hiểu, tiểu tử này đầu tiên là vô căn cứ thu được thiên phú bí thuật kém chút đem hắn dựa vào sinh tồn nhà, hạo nhiên đài cho làm nát. Bây giờ lại cùng một cái người chết sống lại một dạng, sinh cơ gần không. Một ngày này vừa ra, hắn cái này trái tim nhỏ chịu không được a, à. hiếm thấy vô cùng. Ngồi ở Giang Huyền cách đó không xa nữ qua, tay trái một cái vương dược, tay phải một cái đạo thuốc, hồ ăn biển nhát nói lầm bầm rất rõ ràng đi. Cha tại lĩnh hội thiên phú bảo thuật nha, phu tử sững sờ vô ý thức liếc qua Giang Huyền trước người luân hồi hư ảnh, sau đó nhìn về phía nữ hoa, lấy truyền thừa của ngươi có thể nhìn ra Giang Huyền đang tại tìm hiểu là cái gì thiên phú bảo thuật sao? Không biết, nhưng hẳn là rất mạnh. Nữ hoa lắc đầu, chu mỏ một cái, sau đó hung tận cắn một cái trong tay đạo thuốc, nàng có thế rõ ràng cảm giác được cha đang tại tìm hiểu thiên phú bảo thuật, không kém nàng chút nào chân long nhất tộc chân long bảo thuật. Nói cách khác, chỉ sợ sánh vai đế thuật. Cường đại như vậy thiên phú bảo thuật, cha thế mà nhìn đều không cho ta xem một mắt. Cha thay lòng, đều không thích ta, đồ tốt toàn bộ đều chính mình lặng lẽ meo meo giấu đi. Hừ. Thối cha. Hỏng cha. Ta muốn đem linh dược của ngươi, toàn bộ ăn sạch quan. Nữ hoa oán niệm cực sâu, mang theo trả thù tính chất tâm tư, đem từ đệ nhất của thành hố tới vương dược cùng đạo thuốc, một mạch mà móc ra, tiếp đó toàn bộ nhét trong miệng. Phu tử nhìn xem một màn này, trực tiếp kinh ngạc, lập tức ăn nhiều như vậy vương dược, đạo thuốc, thân thể ngươi có thể chịu đựng được sao? Hắn biết đứa nhỏ này người mang long tộc huyết mạch, hơn nữa huyết mạch tựa như cực kỳ thuần khiết, nhưng dù sao chưa trưởng thành, thể phách có mạnh đến đâu chung quy cũng là có hạn duy nhất một lần ăn nhiều như vậy thật không sẽ no bạo sao dù sao liền xem như dung đạo cường giả cũng không dám như thế cả a à. ai cần ngươi lo nữ hoa hung tợn trừng phu tử một mắt miệng lớn ăn đạo thuốc rất nhanh liền toàn bộ nuốt vào trong bụng lần này là thật sự ăn mà không phải chứa đựng ngao ô nữ hoa đánh một cái ngáp lão đầu ngươi tiếp tục xem a à, ta muốn đi ngủ nói xong trực tiếp ngã đầu liền ngủ ăn quá nhiều vương dược, đạo thuốc, năng lượng bàn bạc dẫn động huyết mạch phong ấn, bây giờ huyết mạch kịch liệt sao động, nàng nhất thiết phải thông qua ngủ say phương thức, trấn an huyết mạch, tiêu hóa năng lượng, từ đó tiết lộ huyết mạch phong ấn. Nàng có dự cảm, lần này lại tiết lộ một tầng huyết mạch phong ấn thời điểm, có lẽ có thể thu hoạch thức thứ hai chân long bảo thuật. Đến lúc đó, thực lực của nàng, ân, hẳn là có thể giúp cha đem tam nương kiên trở về. Nghĩ như vậy, nữ hoa đắc ý mà ngủ. Chương 176, công cụ người lão phu tử. Giang Huyền trong giấc mộng. Một cái vô cùng chân thực mộng. Ở trong mơ, hắn là Sơn Thần. Đến người Hoàng Sắc Phong, chấp chưởng một phương thần linh quyền hành Sơn Thần. Ý hắn khí phong phát, thay phụng hiện lên chịu tải nhân tộc mệnh số nhân tộc chí bảo người bia, địa vị hiển hách, chịu ức vạn vạn người kính ngưỡng, so với tám vị nhân vương cũng không thua kém bao nhiêu. Có thể, ngoài ý muốn lại đột ngột xảy ra. Nhân Hoàng Ly Kỳ mất tích, vạn tộc phản công, bác đại nhân vương cùng vương tộc thảm tao yêu tộc độc thủ, chư thiên nhân tộc, sụp đổ mà hắn vì bảo hộ người bia không thể không mang người bia cùng bộ phận huyết mạch tộc nhân bỏ chạy ẩn nấp ở một phương tên là huyền quan cỡ nhỏ thế giới bên trong hết ngày dài lại đêm thâu mà thủ hộ người bia chờ đợi nhân hoàng trở về phát đại vương tộc phục hưng nhưng tiệc vui chóng tàn tại vạn tộc một lần nữa chiếm giữ chư thiên sau nhiều phiên tìm kiếm phía dưới vẫn là phát hiện tung tích của hắn tìm được người bia ngày đó chư đa thánh cảnh cường giả đến đây thậm chí chuẩn đế cảnh tồn tại đều có ba vị nhiều liền mang theo đại quân, cũng là ô ương ương một mảnh chân thần cảnh. Hắn vô lực hồi thiên, có thể vì bảo hộ người bia không rơi vào quân giặc chi thủ, hắn chỉ có thể liều chết một trận chiến. Có thể, chuẩn đế sức mạnh, thực sự quá cường đại, dù là hắn chấp trưởng thần linh quyền hành, cũng khó có thể chống lại. Huống chi? Loại tồn tại này, chừng ba vị. Cái kia ba đạo mịt mù thân ảnh, như vắt ngang ở trong tinh hà lạch trời, cắt đức sinh cơ của hắn. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể thiêu đốt tự thân thần linh quyền hành, lấy gần như tự bạo phương thức hủy diệt đối phương thánh cảnh cường giả cùng chân thần đại quân sau đó hai tay đạp nát huyền quang thiên địa dẫn động thế giới sụp đổ lấy một phương thế giới nổ tung chỗ tàn phá bừa bãi thế giới chi lực tạm thời đã cách trở chuẩn đế cuốn theo huyền quan thế giới mảnh vụn trốn chạy mới có thể che lại người bia không có rơi vào quân giặc chi thủ hắn cũng bởi vậy rơi vào thần hồn gần diệt vì để cho huyết mạch tộc nhân có thế tốt hơn thủ hộ người bia hắn thiêu đốt lực lượng cuối cùng thôi diễn tự thân thần linh quyền hành hóa thành sơn thần bí thuật truyền cho tộc nhân để cho tộc nhân cũng có thể vận dụng hắn bộ phận thần lực. Nhưng, thần linh quyền hành trí cao vô thượng, dù là hóa thành sơn thần bí thuật, cũng không phải người thường có thể tu hành. Hắn lấy tự thân mất đi đại giới, thôi diễn đi ra. Huyết mạch của hắn tộc nhân, lại không cách nào nhập môn. Ông, sơn thần tịch diệt, mang theo tiếc núi nhắm mắt lại một khắc này, Giang Huyền mở hai mắt ra, lập lòe mênh mông quan huy trong mắt, mang theo một tia tan thương cùng mỏi mệt. Một giấc chim bao, thể nghiệm người khác một thế luân hồi. Giang Huyền mang theo sợ hãi tháng phục, nhẹ giọng nỉ non, sau đó đưa ra hai tay, trong tay dũng động bao la khí thế, tạo thành từng đạo cổ lão đường vân, chịu tải trong thiên địa sâu xa thâm thẳm đại đạo chi lực, tạo thành một loại không cách nào hình dung bàn bạc sức mạnh, hội tụ tại trong hai tay, càng ẩn ẩn mang theo một cổ không cách nào hình dung vô thượng chi ý. Đây là Sơn thần truyền thừa, sơn thần bí thuật. Một đạo dẫn động sơn thần quay về thiên địa thần linh quyền hành, thu hoạch giữa thiên địa đại đạo chi lực gia trì nhục thân cổ lão bí pháp, tu luyện đến đỉnh phong, có thể giống như sơn thần, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đạp nát một phương thiên địa. Sơn thần bí thuật là nhục thân bí pháp, tương đương với nhục thân tần diện thần thông thuật pháp, vừa vặn cùng hắn bất diệt lôi thể hỗ trợ lẫn nhau, hai tướng điệp gia. Hắn tự tin bằng vào nhục thân, liền có thể cùng cảnh vô địch. Đây vẫn là hắn sơn thần bí thuật vừa mới nhập môn nguyên nhân. Dù sao, hắn là tại lĩnh hội luân hồi bảo thuật, bởi vì người Bi chi linh nhận chủ duyên cớ, thuận thế quay lại, thể nghiệm sơn thần một đời, lấy được sơn thần truyền thừa bí thuật cũng đang bởi vì hắn xem như chân chính hiểu được luân hồi bảo thuật chỗ kinh khủng. Thôi diễn công pháp truyền thừa, lấy luân hồi nhập mộng hình thức, thể nghiệm công pháp người sáng tạo một đời. Hắn bây giờ luân hồi bảo thuật vẫn chỉ là sơ bộ đọc lướt qua, chỉ có thể vội vã thể nghiệm, nếu như nhập môn hoặc là tiểu thành. Hắn có lẽ có thể tự mình kinh nghiệm người sáng tạo bản thân sáng tạo công pháp toàn bộ quá trình. Tỷ như cái này Thức Sơn thần bí thuật, hắn hoàn toàn có cơ hội tỉnh mộng Sơn thần, lấy ngôi thứ nhất góc nhìn, tận mắt quan sát Sơn thần bí thuật như thế nào từ không tới có đây là khái niệm gì? Truyền thừa tồn tại phù hợp nói chuyện, thần cốt dựng dục thiên phú bảo thuật, vì cái gì cường đại vô song? Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, không phải liền là bởi vì thiên phú bảo thuật, là hoàn toàn duy nhất thuộc về thần cốt bản thân chính mình, trăm phần trăm phù hợp đi. Mà hắn bây giờ, dựa vào luân hồi bảo thuật, tỉnh mộng truyền thừa người sáng tạo bản thân, hoàn toàn thay vào, truyền thừa độ phù hợp, tự nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, coi như không đạt được trăm phần trăm, ít nhất cũng là 99% trình độ. Cái này mẹ nó không phải liền là ngộ tính mát cấp kim thủ chỉ đi. Giang huyền có chút kinh ý mà nỉ non. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là luân hồi bảo thuật diệu dụng thôi, có lẽ còn có khác càng kinh khủng hơn năng lực, chính mình còn chưa khai phát đi ra. Càng đừng quên, nó tự thân vẫn là một phương cực kỳ cường đại bảo thuật, tối thiểu nhất cũng là sánh ngang chuẩn đế thuật cấp bậc. Mà tại Giang huyền thôi động sơn thần bí thuật, điều động sơn thần quyền hành thời điểm, một chỗ khác trong đạo trường, đang tại hăng hái luyện hóa hám sơn đỉnh năng lượng giang hồng, thân hình rung lên, đóng chặt hai con ngươi run rẩy dữ dội, không thể không đình chỉ luyện hóa, trên mặt tràn ngập kinh nghi bất định, sơn thần đã tịch diệt, chưa khôi phục. Vì cái gì lại có người dẫn động hắn thần linh quyền hành? Mẹ nó! Hắn tốn sức tâm tư, lấy được hám sơn đỉnh, chính là vì hấp thu sơn thần thần lực, tu luyện tự thân vạn pháp thiên một đại thần thông, cái này mẹ nó sẽ không còn bị người cướp mất a. À. Ngưu, Không hổ là thiên mệnh chi tử, phát động ban thưởng, liền không phải là so bình thường. Giang huyền biết được luân hồi bảo thuật diệu dụng sao, không khỏi cười ra tiếng. Nhưng sau một khắc, phu tử hỏi thăm truyền đến, Giang Huyền nụ cười lại rất mau biến mất, tiểu tử, ngươi đến tột cùng lấy được cái gì thiên phú bảo thuật. Phu tử tiến đến Giang Huyền trước mặt, dán rất nhiều gần, bốn mắt nhìn nhau. Hắn bây giờ cấp bách vào đầu bức tai, hắn dù sao cũng là tắc hạ học cung phu tử, học phú năm xe, lại nhìn không thấu đối phương đến tột cùng lấy được cái gì thiên phú bảo thuật, đây đối với hắn cái này tò mò rất mạnh mà nói, quả thực là một loại dày vò. Giang Huyền bất động thanh sắc lui về phía sau hơi hơi, cùng phu tử bảo trì khoảng cách nhất định, trong lòng có chút chán ghét. Lão nhân này nhìn thế nào như thế nào không bình thường, giới tính còn chờ ước định. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có một tia tàn hồn, nhưng một mực sống nhờ ở trong cơ thể hắn, chung quy không phải chuyện gì. Giới tính cái đồ chơi này, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đứng lên, hắn cũng khó lòng phòng bị a. À. Lão đầu, ngươi không phải là ngày ngày đòi nháo, muốn ta trùng kiến tắc hạ học cung sao? Giang huyền nhàn nhạt hỏi. Phu tử còn tại hồ nghi Giang huyền lui nửa bước động tác, Nghe nói như thế, lập tức trở nên hoạt bát, hai mắt tỏa sáng, nhìn chầm chầm Giang Huyền, người cuối cùng nghĩ thông suốt. Ta đã nói rồi, một người đơn đã độc đấu, phong hiểm bao lớn. Ngươi như trùng kiến tắc hạ học cung, truyền đạo thiên hạ thiên kiêu, quản nạp anh tài, đến lúc đó ngươi nếu có cần, vung cánh tay hô lên, tất cả đều là ngươi người, đây còn không phải là muốn đánh ai liền đánh người đó. Giang Huyền nhưng căn bản không có nghe phu tử thổi phòng, chỉ cảnh giác phu tử cái kia có cái gì rất không đúng ánh mắt. Toàn thân giật mình, một hồi ác hàng cưỡng ép đè xuống khó chịu trong lòng, Giang Huyền vội vàng nói, truyền đạo thiên hạ quá sớm, lão đầu, ngươi trước tiên bị liên lụy, truyền đạo một chút ta Giang gia đệ tử a, ân, Phu Tử sững sờ, sau đó trở về chỗ tới, ý ngươi để cho ta đem tắc hạ học cung truyền thừa, truyền cho các ngươi Giang gia đệ tử, không hổ là Phu Tử, năng lực phân tích mát điểm, Giang Huyền cười ha ha, tự thân thì lại lui về sau một bước, xéo đi, Phu Tử lập tức tức giận mắng, đây chính là ngươi nói trùng kiến tắc hạ học cung muốn hút lão phu huyết cứ việc nói thẳng. Trùng kiến cũng không phải một sớm một chiều chuyện, trước tiên cần phải có người, mới có thể xây lại đứng lên đi. Giang huyền nhún vai. Hắn thu phục tắc hạ học cung di chỉ, khai phóng truyền thừa, kỳ thực cũng không cần phu tử cho phép, nhưng... Miễn phí truyền đạo lão sư, không dùng thì phí. Hơn nữa đây chính là phu tử, khi còn sống cũng là nhân vật cực kỳ mạnh, có thế có hắn truyền đạo, khẳng định so với để cho hắn gian gia đệ tử cầm truyền thừa từ mình lĩnh hội, phải nhanh rất nhiều tiểu tử ngươi tốt nhất là thật muốn trùng kiến tắc hạ học cung, mà không phải coi ta là lừa kéo cối say sai sử. Phu tử nhìn chằm chầm Giang Huyền, hừ lạnh một tiếng. Giang Huyền ngượng ngùng nở nụ cười, làm sao có thể. Chợt, Giang Huyền đưa tin tộc lão, để cho đối phương đem bọn hắn mạch này thiên kiêu đệ tử, đều triệu tập tới. Hắn tạm thời còn không biết công khai tự thân thân phận, tắc hạ học cung tự nhiên cũng liền tại bọn hắn mạch này nội bộ, đi trước thí điểm truyền đạo. Đương nhiên, tương lai truyền thụ cho các gian gia đệ tử, cũng nhất định phải là vô dị tâm. Rất nhanh, tộc lão dẫn 13 vị thiên kiêu đến. Cầm đầu là một nam một nữ, thân hình gầy gò, trong mắt hàm quan, xem xét chính là loại kia tính tình có chút cao ngạo tiểu thiên tài. Bái kiến thiếu tộc trưởng. 13 vị thiên kiêu nhìn thấy Giang Huyền, đầu tiên là sững sờ, sau đó cung kính hành lễ. Không phải nói thiếu tộc trưởng đang bế quan đi. Tại sao lại ở chỗ này? Ân. Ừ. Giang Huyền khẽ gật đầu, quét mắt đám người một mắt, tất cả tại vào thần cảnh, phổ biến đều tại chừng 20 tuổi, đặt ở ngoại giới, cũng coi như là danh dương một phương thiên kiêu. Lão đầu, ngươi chọn lựa chọn nhìn, bọn hắn thích hợp cái gì truyền thừa. Phu tử rất không tình nguyện đi ra, trong miệng hét lên, ta tắt hạ học cung truyền thừa mênh mông như tinh đấu, tùy tiện một đạo, đều đầy đủ bọn hắn dùng. Nhưng lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền đứng tại cầm đầu một nam một nữ trên thân, không rời ra. Phu tử khẽ ồ lên một tiếng, nỉ non tắt tiếng, làm sao sẽ xuất hiện loại thể chất này. Không nên a. À chương 177, phán sinh phạt chết tương lai Diêm Vương. Minh Vương, quỷ mẫu chi thể. Đây là một loại rất quỷ quyệt thể chất, trời sinh phù hợp tử khí, thường thường sẽ chỉ ở trong âm linh xuất hiện, một khi xuất hiện, cơ hồ là trăm phần trăm có thể trở thành một phương bất thế cường giả. Cổ tịch liền có ghi chép, từng có một vị thiên kiêu vẫn lạc tại cổ chiến trường bên trong, chịu cổ chiến trường ngập trời tử khí tẩm bổ, hóa thành tử linh, đồng thời đúc nên minh vương chi thể, lấy tử linh chi thân một lần nữa đặt chân tu hành, lĩnh hội quỷ đạo, một đường lên như diều gặp gió, quét ngang ngàn vạn thiên kiêu lục địch vạn vạn chúng cuối cùng càng là sinh tế một phương cổ lão đạo thống trợ hắn minh vương chi thể đại thành thuận thế chứng đạo quỷ vương hùng cứ một phương quỷ vực vô địch mấy vạn năm mà quỷ mẫu chi thể cùng minh vương chi thể không khác nhau chút nào cũng là quỷ đạo bên trong cực kỳ cường đại thể chất thể chất đại thành cũng có thể chứng đạo quỷ vương cái này hai đạo quỷ quyệt thể chất có thể xưng quỷ đạo thánh thể chỉ là cái này dù sao cũng là âm tà chi thể a tại trong âm linh đều cực ít xuất hiện, chớ nói chi là xuất hiện tại trong sinh linh. Hơn nữa, vẫn là Minh Vương, quỷ mẫu chi thể, cùng lúc xuất hiện. Phu tử nhìn chầm chầm một nam một nữ nhìn thật lâu, vẫn là xem không rõ, vì cái gì hai cái này người sống sờ sờ, lại sẽ người mang Minh Vương, quỷ mẫu chi thể. Cái này mẹ nó không có đạo lý a. À? Lão đầu, hai người này thiên tư rất tốt. Giang Huyền Phát giác phu tử khác thường, không khỏi dò hỏi. Rất tốt. Nắm giữ không kém gì thánh thể thể chất, chỉ cần đã thức tỉnh thiên tư không thể nói, phu tử chần chờ một chút, có chút cổ quái đạo, nhưng mà, ta không xác định bọn hắn có hay không cái kia mệnh thức tỉnh thể chất. Giang huyền đầu lông mày nhướng một chút, có chút hoang mang, có ý tứ gì? Chợt, phu tử đem tình hình thực tế bẩm báo, đồng thời đạo, đây là quỷ đạo thể chất, vốn không nên là sinh linh có thể thu được thể chất. Hai người này nếu là thể chất thức tỉnh, tất nhiên đặt chân quỷ đạo, người sống tu hành quỷ đạo. Nói thật, ta thật không có nghe nói qua, cũng không biết sẽ xuất hiện vấn đề gì. Cái kia, có thể đem thể chất của bọn hắn triệt để phong ấn, xem như thông thường thiên kiêu bồi dưỡng. Giang Huyền trầm ngâm một chút, dò hỏi: "Quỷ đạo thánh thể chính xác mê người, nhưng cũng phải có mệnh sử dụng mới được, hắn là bồi dưỡng gian gia đệ tử, không phải bồi dưỡng tử sĩ. Rất khó triệt để phong ấn, trừ phi bọn hắn kiếp này không còn tiếp tục tu hành, bằng không thì sớm muộn có một ngày sẽ thức tỉnh thể chất." Phu tử lắc đầu, hắn có thể nhìn ra, hai người này người mang minh vương, quỷ mẫu chi thể, bây giờ chưa thức tỉnh, chỉ là bởi vì thiếu khuyết tử khí năng lượng một khi hấp thu đầy đủ tử khí năng lượng sau, thức tỉnh chỉ là một cách tự nhiên chuyện. Giang Huyền Nhược có chút suy nghĩ gật gật đầu, vậy liền để chính bọn hắn lựa chọn A. Chợt, Giang Huyền phất tay dẫn động đại địa chi lực, tạo thành che chắn, bao phủ một nam một nữ, cáo tri hai người thể chất tình huống, đồng thời đạo, các ngươi tự động lựa chọn, là phong ấn thể chất, không còn tu hành, bảo đảm tự thân tính mệnh, vẫn là thức tỉnh thể chất, đếm thử đặt chân quỷ đạo. Các ngươi nhất thiết phải rõ ràng là, người sống tu hành quỷ đạo, không từng có qua tiền lệ, ai cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, thậm chí rất có thể đại lượng tử khí nhập thể một khắc này, các ngươi liền đã xong đời. Một nam một nữ nhìn chăm chú một mắt, lẫn nhau gật đầu một cái, trên mặt gầy gò, không do dự, càng không có mảy may e ngại, chỉ có sâu đậm kích động cùng quả quyết, quay đầu nhìn về phía Giang Huyền, chắp tay thi lễ, còn xin thiếu tộc trưởng ban thưởng pháp. Hắn gọi Giang Thanh, nàng gọi Giang Hồng, bọn hắn là một mái cùng thai thân huynh muội. Cha mẹ của bọn hắn, vốn là bọn hắn mạch này nổi danh thiên kiêu cường giả, đuổi theo tại khi đó thiếu tộc trưởng Giang Hạo Thiên, cũng coi như là danh tiếng hiển hách, uy danh bất phàm. Nhưng 16 năm trước, bọn hắn nhất mạch tham công, thân vào phía kia sinh mệnh cấm địa, vô ý tỉnh lại vị kia cổ ma. Giang Hạo Thiên vợ chồng vì bảo đảm tộc nhân trốn vây khốn, phụ trách sau điện, cha mẹ của bọn hắn xem như tùy tùng, tự nhiên cũng theo đó lưu lại. Tiếp đó, phụ thân của bọn hắn, cùng Giang Hạo Thiên vợ chồng đồng dạng cũng không còn đi ra sinh mệnh cấm địa. Mà mẹ của bọn hắn, nghe nói là Giang Hạo Thiên thiếu tộc trưởng tự bạo một thanh chuẩn thánh khí, mở ra một đầu tạm thời thông đạo, đem hắn đưa ra. Nhưng, mẫu thân bị cổ ma lấy bí pháp gây thương tích, thể nội cổ ma chi lực tàn phá bừa bãi, bọn hắn bị thúc ép sinh non. Mà tại sinh hạ bọn hắn sau, mẫu thân liền qua đời, vĩnh biệt cõi đời. Nghe nói Giang Thanh Giang Hồng hai huynh muội thân thế sau, Giang Huyền lập tức có chút thổn thức, này hai huynh muội càng là phụ thân hắn tùy tùng nhi nữ, bây giờ hắn bồi dưỡng bọn hắn. Ngược lại cũng coi là một loại truyền thừa. Chúng ta người mang minh vương, quỷ mẫu chi thể, khả năng nguồn gốc từ vị kia cổ ma giang thanh nghĩ nghĩ sau bình tĩnh đem tự thân tu luyện tình trạng cáo tri giang huyền huynh muội chúng ta hai trong tu luyện một mực tồn tại một loại sâu xa thâm thẳm lực cản chúng ta tu luyện càng nhanh thọ nguyên cũng liền biến mất càng nhanh cho nên huynh muội chúng ta hai không dám quá nhanh đột phá cho tới bây giờ mới có thể nhập thần cảnh cái này cũng là huynh muội chúng ta hai mới mười sáu tuổi cốt linh lại có hai mươi sáu tuổi duyên cớ giang huyền nhíu mày thọ nguyên tan biến hắn lập tức nghĩ tới huyết mạch nguyền rủa chợt hỏi, các ngươi độ đậm của huyết thống bao nhiêu? 30, 25. Giang Thanh huynh muội hai ánh mắt lấp lóe, âm thanh đều yếu đi không thiếu, trong cơ thể của bọn họ Giang gia huyết mạch 10 phần mỏng manh, mỏng manh đến thậm chí không bằng Giang gia lưu lạc bên ngoài, cách không biết bao nhiêu đời chi thứ đệ tử. Dù sao, thế hệ này Giang gia thiên kiêu đệ tử, độ đậm của huyết thống phổ biến đều tại 60 trở lên, đến nỗi đạt đến 70 cũng rất ít rất ít đi, chỉ có thiếu tộc trưởng ở bên trong bốn vị thiếu tôn. Giang Huyền khẽ gật đầu, hai ba mươi huyết mạch nồng độ chịu ảnh hưởng của huyết mạch nguyền rủa cực kỳ bé nhỏ thọ nguyên biến mất hiện tượng hẳn là nguồn gốc từ bọn hắn minh vương quỷ mẫu chi thể chỉ là bọn hắn chưa thức tỉnh thể chất còn chỉ có hai ba mươi nồng độ huyết mạch lại còn có thể trở thành bọn hắn một mạch cầm đầu thiên kiêu hơn nữa nghe giang thanh ý tứ nếu không phải bọn hắn lo lắng thọ nguyên tan biến quá nhanh có ý định áp chế tốc độ tu luyện cảnh giới bây giờ chỉ sợ tuyệt không chỉ vào thần cảnh đơn giản như vậy minh vương quỷ mẫu chi thể cái này hai đạo quỷ đạo thánh thể lại cường đại như vậy. Huynh muội chúng ta hai muốn hôn phó phương kia sinh mệnh cấm địa, tự tay mình giết cổ ma, báo thù cho cha mẹ, còn xin thiếu tộc trưởng ban thưởng pháp, tha cho chúng ta một cái báo thù khả năng. Giang Thanh cùng Giang Hồng không mình hành lễ, thiếu tộc trưởng tất nhiên chuẩn xác nhìn ra thể chất của bọn hắn, cũng có thể trợ giúp bọn hắn thức tỉnh thể chất, đặt chân càng cường đại hơn quỷ đạo. Dù sao, liền xem như tộc lão, cũng chưa từng xác minh bọn hắn thọ nguyên biến mất nguyên nhân, càng không nhìn ra bọn hắn người mang cường đại thể chất. Giang Huyền tự nhiên không có lý do cự tuyệt, ghé mắt nhìn về phía phu tử, lão đầu, trong tắc hạ học cung, có thích hợp truyền thừa của bọn hắn sao? Phu tử đôi mắt cụp xuống, cẩn thận nghĩ nghĩ sau, vuốt trầm nói, thật là có một đạo. Chợt, hạo nhiên đài từ trong cơ thể của Giang Huyền bay ra, lộ ra tắc hạ học cung hư ảnh, phu tử đẩy ra học cung đại môn, thản nhiên nói, các ngươi theo ta tiến vào. Giang Thanh, Giang Bắc kinh ngạc nhìn trước mắt tràn ngập nồng đậm văn khí cung điện, có chút mờ mịt, đây là tắc hạ học cung. Không phải nói bị gian càng không thiếu tôn dọn đi rồi sao? Tại sao sẽ ở trong tay thiếu tộc trưởng? Có chút mộng bức, có chút hoảng hốt, đầu óc có chút trống không? Bọn hắn một mực ở trong tộc tu hành, chưa từng nhập thế, kiến thức tương đối vẫn còn tương đối nông cạn, đối mặt tắc hạ học cung, biết rõ càng không thiếu tôn truyền ngôn tất nhiên không hợp, nhưng lại để cho bọn hắn hướng về sâu liên tưởng, thật có điểm làm khó bọn họ. Dù sao, đem theo như đồn đại lực tung chân thần bí cảnh, nghịch phạt hư thần càng không thiếu tôn, đổi thành liền đứng tại bọn hắn trước mắt thiếu tộc trưởng thực sự có chút sai lệch, có loại cảm giác không chân thật. Giang Thanh huynh muội hai trong lòng lo sợ bất an, tiến vào Tắc Hạ học cung. Phu tử phất tay, dẫn động một đạo thân mang nho bào khôi ngô tượng thần, hóa thành hai đạo thần huy, bay vào trong tâm thần hai người. Đây là sinh tử phán quan truyền thừa, nghe đồng từng có một vị thư sinh nghịch đi u minh, phải u minh thiên đạo sắc phong làm sinh tử phán quan, thay chấp trưởng sinh tử luân hồi ba vạn năm, phán sinh phạt chết, thu được ngập trời công đức, lấy công đức chứng đạo trường sinh. Thư sinh chứng đạo trường sinh sau đó, căn cứ tự thân kinh nghiệm sáng tạo phải đạo này bí pháp, có phán sinh phạt tử chi có thế, hắn vĩ lực, không kém gì đỉnh phong thánh thuật. Truyền thừa tiến vào tâm thần hai người. Thân thể hai người lập tức lóe lên quỷ quyệt quang huy, ảm đạm, âm u, tinh thuần tử khí di tán. Từng đạo huyền ảo quỷ văn, lan tràn mà ra, bám vào tại trên thân thể, vì hai người bằng thêm một vòng âm trầm cảm giác. Âm âm. Bàn bạc tử khí giống như vòng xoáy, cuốn lượng mà lên, tại Giang Thanh, Giang Hồng hai huynh muội sau lưng, hội tụ thành hai đạo quỷ ảnh, một khuôn mặt dữ tợn, vi nghiêm như giận, một mềm mại vũ mị, lông mi âm u lạnh lẽo. Mà tùy theo quỷ ảnh tạo thành, một cổ quỷ quyệt khí tức, như âm tuyền chảy xuôi, âm u lạnh lẽo, rét lạnh, làm cho người rùng mình. Minh Vương, quỷ mẫu chi thể. Đã thức tỉnh. Chương 178, toàn diện đề thăng thành viên tổ chức tăng cường. Quỷ ảnh nhập thể, bàn bạc âm u lạnh lẽo tử khí, xâm nhập sông rõ ràng cùng cơ thể của Giang Hồng, sinh cơ tùy theo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tan trải qua độc giả nhắc nhở, tên đổi thành sông rõ ràng, tiền văn không tốt sửa đổi, xin lỗi. Vốn là gầy gò nhục thân, càng thêm mà khô cạn, khô héo, phản phất đã mất đi sinh mệnh thay khô đồng dạng, chỉ còn lại nhăn nhăn nhúng nhúng làn da, bao quanh gầy trơ xương xương cốt. Tại tử khí tàn phá bừa bãi kịch liệt bên dưới thống cổ, song song khuôn mặt dần dần dữ tợn, giống như minh vương quỷ ảnh. Giang Hồng cũng là như thế. Hai người bây giờ đang gặp khó mà miêu tả dày vò, bọn hắn có thế thanh tỉnh cảm giác, thấy rõ, tử khí nồng nặc đang tại mang đi thân thể bọn họ huyết nhục, sinh cơ, thậm chí là sinh mệnh. bọn hắn nhưng cái gì đều không làm được, thậm chí càng lý trí mà khắc chế tự thân bản năng để cho thân thể của mình toàn phương vị mà tiếp nhận tử khí dội rửa, tẩy lễ. từ đó tốt hơn cùng quỷ ảnh dung hợp, triệt để thức tỉnh minh vương, quỷ mẫu chi thể. đây là một cái vô cùng dày vào quá trình, thậm chí có thể nói đây là một cái chịu chết quá trình. sinh linh không cách nào chịu tải tử khí đây là sinh tử trật tự, không ai có thể lấy sửa đổi. Cho dù là bọn họ người mang minh vương, quỷ mẫu chi thể, cũng khó trốn quy tắc trật tự thiết luật. Nhưng mà, song rõ ràng, Giang Hồng hai huynh muội cứ thế không có thốt một tiếng, không có gào thống khổ, liền trên rỉ đều cực kỳ bé nhỏ, yên lặng chịu đựng lấy tử khí nhập thể dày vò. Nếu không phải có chút giữ tận mặt mũi vạn vẹo, thậm chí rất khó tưởng tượng bọn hắn đang trải qua cái gì. Bọn hắn trở nên mạnh mẽ tính niệm, vô cùng kiên định. Có thể nói, thân phó sinh mệnh cấm địa, tự tay mình giết cổ ma, báo thù cho cha mẹ, là chèo chống bọn hắn duy nhất tín niệm. Tình huống so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn. Phu tử thần sắc ngưng trọng, nhìn chầm chầm sinh cơ gần không hai người, trầm giọng nói, người sống tu hành quỷ đạo, con đường này, không thể thực hiện được. Sinh tử phán quan truyền thừa, cũng không được sao. Giang huyền hỏi lại. Tạm thời không biết, đạo này truyền thừa đồng dạng quỷ quyệt, tắc hạ học cung trong lịch sử không từng có người thành công tu hành, hiện tại bọn hắn có thể hay không dựa vào đạo này truyền thừa thành công đặt chân quỷ đạo nắm giữ tự thân thể chất chỉ có thể nhìn mạng của bọn hắn phu tử lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói giang huyền khẽ gật đầu nhìn chăm chú lên sông rõ ràng hai huynh muội miếng môi hai người này chính là phụ thân hắn tùy tùng nhi nữ như thế trơ mắt nhìn bọn hắn mất mạng trong lòng có nhiều không đành lòng suy nghĩ một hai giang huyền có chỗ quyết đoán lập tức thôi động luân hồi bảo thuật cưỡng ép kéo lấy hai người cùng nhau nhập mộng mang theo người khác cùng một chỗ nhập mộng thôi diễn công pháp truyền thừa đây là hắn chưa từng đã thử hắn cũng không xác định có hữu hiệu hay không lại có thể tồn tại hay không lấy phong hiểm trên thực tế hắn bây giờ bất quá là thô sơ giản lược nắm giữ luân hồi bảo thuật chính mình nhập mộng thôi diễn công pháp truyền thừa đều cực kỳ miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy công pháp người sáng tạo đại khái một đời nhưng vì cứu vãn sông rõ ràng hai huynh muội hắn nguyện ý thử một chút luân hồi hư ảnh tái hiện ba người đại mộng vạn năm một lần này mộng hết sức đặc thù Giang Huyền trở thành lục đạo luân hồi. Nát bấy âm linh, độ bọn hắn vãn sinh. Ung dung thiên niên tuế nguyệt, như hoàng tuyền chảy xuôi, thẳng đến một ngày, một vị thư sinh nghịch đi u minh, lội qua cuồng cuộn hoàng tuyền, đi tới trước mặt hắn. Xin hỏi luân hồi, cái gì là sinh tử? Thư sinh chấp tay hỏi thăm. Hậu sinh, ngươi nghĩ hảo huyền, sinh là sinh, chết là chết. Tiểu sinh không hiểu, có thể hay không chỉ rõ. Ngươi đã hiểu, chính là đã hiểu, không hiểu chính là không hiểu, còn muốn ta như thế nào chỉ rõ cũng được, tiễn đưa ngươi ba vạn năm, tự đi nhìn đi. Giang huyền ban cho thư sinh phán quan quyền hành, phán sinh phạt chết, nhất niệm đoạt sinh, một lời định chết. Mãi đến ba vạn năm sau. Thư sinh hiểu, chứng đạo trường sinh, sáng tạo được sinh tử bí pháp. Ông. Cùng cuộn tử khí lan tràn, song rõ ràng hai huynh muội khô đét cơ thể phong phú, dục thân lộ ra vẻ hôi bại, quỷ văn dày đặc, một cổ khó tả sinh tử chi ý lưu chuyển, khí tức quỷ quyệt, khó hiểu. Song rõ ràng đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh hồng như máu, uy nghiêm như giận, coi là thật như một tôn đoạt sinh minh vương. Giang Hồng thì hai con ngươi hiện ra u lãnh lục quang, phủ mị bên trong mang theo làm người ta sợ hãi âm u lạnh lẽo, như định chết quỷ mẫu tại thế. Ầm ầm. Thể chất triệt để thức tỉnh, tu vi của hai người cũng tại tử khí dội rửa phía dưới, tấp tốc bay vụt, đi tới. Hóa linh cảnh. Hai người thu liễm tự thân khí tức, nhìn chăm chú một mắt, đáy mắt lập lòe kích động. Bọn hắn thuận lợi tìm hiểu sinh tử bí pháp, còn thành công đã thức tỉnh cường đại thể chất, liền tu vi đều tiện thể tăng lên tới hóa linh cảnh, bây giờ nội tình có thể nói là trên phạm vi lớn mà tăng lên, thậm chí có thể nói, sơ đều yêu nghiệp chi tư. Bọn hắn tin tưởng, bọn hắn đây hết thảy, đều nguồn gốc từ thiếu tộc trưởng, nếu không có thiếu tộc trưởng, bọn hắn vừa rồi có thể đã chết ở thức tỉnh thể chất quá trình bên trong, bị tàn phá bừa bãi tử khí ăn mòn trở thành một bộ thây khô. Chợt, nhìn về phía Giang Huyền, muốn không mình hành lễ nói lời cảm tạ. Nhưng khi hắn nhóm thấy rõ Giang Huyền lúc này trạng thái sau, con ngươi co rụt lại, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Giang Huyền, bao phủ tại luân hồi kéo dài khí thế phía dưới, cả người lộ ra không cách nào hình dung thần thánh chi thái, luân hồi minh văn quanh quẩn, sinh tử chi ý đi theo, phản phất một tôn vô thượng tồn tại, ngồi cao tại trong luân hồi. Còn chân chính lệnh xong rõ ràng, Giang Hồng run sợ chính là thiếu tộc trưởng khí tức. Cùng bọn hắn vừa mới hóa thân vị kia thư sinh, gặp mặt lục đạo luân hồi, không khác nhau chút nào. Giang Huyền có rõ ràng cảm ngộ, không nên quấy rầy hắn phu tử dặn dò hai con ngươi lại nhìn chầm chặp giang huyền mang theo sợ hãi tháng phục tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì cái này mẹ nó cũng có thể đốn ngộ thật không biết tiểu tử này tương lai đến tột cùng có thế đến như thế nào độ cao phu tử mỉm cười mang theo sâu đậm chờ mong sau đó để cho sông rõ ràng giang hồng hai huynh muội đi trước củng cố tự thân chính mình thì đi ra tắc hạ học cung đem còn lại 11 vị thiên kiêu toàn bộ đều dẫn vào vì bọn họ theo thứ tự chọn lựa thích hợp truyền thừa cái này 13 vị gian gia thiên kiêu, chính là tắc hạ học cung xây lại ngọn lửa, cũng là gian huyền tương lai thành viên tổ chức một trong, phu tử tự nhiên 10 phần để bụng, tận tâm, phụ trách dạy bảo, dẫn dắt bọn hắn càng nhanh mà tăng lên chính mình. Mà khương thần mấy người khương gia thiên kiêu, tại lần lượt mà sau khi thất bại, cuối cùng cũng đều toại nguyện mà thông qua được khảo hạch, thu được mong muốn truyền thừa. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước người bia trong thực tập, khương thần mấy người bốn vị yêu nghiệt, mặc dù bị đao tổ chờ cổ cường giả ghét bỏ, nhưng bọn hắn đều người mang trên dưới 80 cương gia huyết mạch, thiên tư kỳ thực đã coi như là hết sức xuất sắc. Nhất là tại đao tổ bọn người biết rõ truyền thừa của mình không xứng với Giang Huyền, tiếp đó lại nhìn thấy ngoại giới thiên kiêu phổ biến thấp hèn tiêu chuẩn sau, cuối cùng vẫn buông xuống kiêu ngạo, riêng phần mình lựa chọn một vị, giáng xuống tự thân truyền thừa. Tỷ như Khương Thần, tựa như nguyện lấy bồi thường mà thu được đao tổ truyền thừa. Khương Thần mấy người 30 vị Khương gia thiên kiêu, yêu nghiệt, cộng thêm sông rõ ràng, Giang Hồng 13 vị Giang Huyền nhất mạch Giang gia thiên kiêu, ở rộng rãi trong cung điện, lấy Giang Huyền làm trung tâm, khoanh chân tu luyện, tăng lên chính mình. Tộc lão thao túng đại trận, tụ lại đại lượng thiên địa linh khí, khiến cho toàn bộ cung điện lộ ra mờ mịt mông lung chi thái, giống như một phương tu luyện thánh địa. Mà tại mọi người tụ tập trung ương, Giang Huyền ngồi cao tại người trên tấm bia, tại bao la khí thế tô đậm phía dưới, như một tôn thiếu niên thần minh. Sau lưng luân hồi hư ảnh chậm rãi chuyển động, chảy xuôi huyền ảo vô thượng đạo âm, bên trái lôi đạo hóa thân hiển hóa, lôi chi đạo vực phô tán, diễn hóa lôi đình ngàn vạn, phía bên phải chu tước dương cánh mà bay ngọn lửa màu xanh tại trong hỏa chi đạo vực nhảy lên trước người kiếm đạo đạp đất kiếm ý như nước kéo dài không dứt cuốn lấy nhân tộc đại thế diễn hóa nhân đạo hưng thịnh đại mộng lục đạo luân hồi để cho giang huyền có thể đốn ngộ đây là nhiều phiên thu hoạch ở dưới một lần đơn giản chải vuốt càng là rất nhiều truyền thừa nội tình xếp ở dưới một lần bay vọt về chất chương 179, quán đỉnh sông huyền xuống đất huyền ầm ầm một cổ khí tức bàn bạc từ rộng rãi trong cung điện lan tràn mà ra vô tán tứ phương hoặc là dẫn động thiên địa quy tắc bị cấm chế đại trận che giấu ẩn nấp thần phong lập tức kịch liệt lắc lư thần phong bầu trời phong vân cuốn ngược lưu động thiên địa linh khí liếu lo tỉnh trệ trong vòng nghìn dặm đại đạo quy tắc tùy theo hiển hóa hướng thần phong chảy ngược mà đến cùng gian huyền hô ứng lẫn nhau tùy theo hiện ra từng đạo rực rỡ thần huy trong lúc nhất thời mênh mông luân hồi hư ảnh nguy nga người bia ngàn vạn lôi đình vỗ cánh chu tước đạp đất trảm thiên kiếm đạo rất nhiều thần thánh dị tượng xuất hiện mà ra Dẫn tới thương khung tách ra, ánh sáng lui tránh, tựa như khắp thiên địa đều sụp đổ đồng dạng. Tộc lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thôi động cấm chế đại trận, ý đồ che đậy giang huyền tu luyện sinh ra động tĩnh. Thế nhưng là, hiệu quả cũng không khỏi nhân ý. Tiểu tử này tu luyện thế nào cũng có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Tộc lão trong lòng thầm mắng, lo lắng không thôi, nếu là dị tượng kinh động đến trong tộc tất cả mạch, tiểu tử này còn cẩu cái rắm a. Liền vội vàng đem giang huyền nhị thúc nhóm cường giả, đều gọi cùng nhau chủ trì đại trận, ngàn vạn cấm chế bay ra, tạo thành vĩnh dạ màn che, đem trong vòng nghìn dặm toàn bộ bao phủ lại, che đậy những thứ này kinh người dị tượng. Tạch tạch tạch. Bể tan tành âm thanh, vô căn cứ sinh ra, vĩnh dạ màn che toát ra từng đạo vết rách. Không chịu nổi. Giang Huyền nhị thúc gầm nhẹ nói, bây giờ nên làm gì? Chư vị cường giả cũng một mặt lo lắng, Giang Huyền tín nhiệm bọn họ, mới cáo tri bọn hắn tình hình thực tế, để cho bọn hắn trợ giúp hắn ẩn nấp tự thân. Bọn hắn mừng rỡ như điên phía dưới, miệng đầy đáp ứng, vỗ bộ ngực hướng Giang Huyền cam đoan, trừ phi bọn hắn chết, bằng không thì tuyệt sẽ không bại lộ Giang Huyền nửa phần. Thế nhưng là, bọn hắn xa xa đánh giá thấp Giang Huyền yêu nghiệt. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện sinh ra dị tượng, bọn hắn thế mà đều không thể che lấp. Phải biết, đạo này đại trận, nhưng là bọn họ vì đoạt cốt chỗ bố trí, ngay cả hư thần đều có thể vây khốn một đoạn thời gian, bây giờ. Thậm chí ngay cả Giang Huyền tu luyện động tĩnh đều không thể che đậy. Mặc dù ở trong đó có một bộ phận nguyên nhân là bọn hắn không dám toàn lực thôi động đại trận, sợ đã quấy rầy Giang Huyền, khiến cho gặp phản vệ. Nhưng, cái này vẫn như cũ quá ngoại hạng A. Tiểu tử này đến tột cùng là cái gì biến thái? Bàn bạc vô lượng khí tức, xuyên thấu qua vĩnh dạ màn che vết rách, kích đóng ra ngoài, rất nhanh bị Giang gia tất cả mạch cường giả phát giác, nhao nhao quăng tới ánh mắt, mang theo sâu đậm nghi hoặc. Đây là Giang Huyền khí tức. Giang Huyền muốn xuất quan sao? Vậy bây giờ là gì tình huống? Cổ khí tức này kinh khủng, đã vượt rất xa nhập thần, hóa linh cảnh giới, tựa như địa huyền. Mặc dù Giang Huyền đã bế quan rất lâu, nhưng chắc chắn không có khả năng từ nhập thần nhảy qua hóa linh, trực tiếp bước vào địa huyền cảnh A. Chẳng lẽ, Giang Huyền nhất mạch biết rõ Giang Huyền không địch lại Giang Càng Khôn, vì bảo trụ thiếu tộc trưởng chi vị, đang vì Giang Huyền quán đỉnh. Mà vừa bị từ tổ địa đuổi ra ngoài đại trưởng lão bọn người, cũng có cảm giác, theo khí tức đưa mắt tới, phát giác là Giang Huyền, tâm thần trung lên, vội vàng thu hồi thần thức, mắt biết tai ngơ, quyền đương làm cái gì cũng không thấy, cũng cái gì cũng đều không có phát giác. Giang trường thọ tiên tổ để cho bọn hắn hết thảy như cũ, vậy bọn hắn liền hết thảy như cũ. Cùng Giang huyền có liên quan hết thảy sự việc, bọn hắn giả bộ không thấy, làm kẻ biết liền có thể. Lúc này, Giang trường thọ cũng từ trong tổ địa đi ra. Một mắt liền nhìn ra Giang huyền chỉnh ra động tĩnh, rất cảm thấy lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu tử này như thế nào không yên tĩnh như vậy. Để cho hắn cậu lấy cậu lấy, làm sao lại là không nghe. Chợt, một bước na di hư không, đi tới gian huyền chỗ thần phong phía trước, quơ quơ ống tay áo, dẫn động đại đạo chi lực, cắt chém hư không, tạo thành cực lớn che chắn, đem toàn bộ thần phong bao phủ trong đó. Thần thánh dị tượng, còn đang tiếp tục, nhưng ở thần phong bên ngoài, cũng rốt cuộc không thể nhận ra cảm giác mảy may manh mối. Trừ phi, cảnh giới cao hơn gian trường thọ, gian càng không chỗ đạo trường, gian huyền khí tức. Khôi tiên sinh đằng mà một chút đứng lên, đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, mang theo sâm nhiên sát cơ. Chợt, vội vàng nhô ra thần thức, muốn xác định giang huyền phương hướng, giao xuống ấn ký, mà đối đãi thời cơ thích hợp, ra tay đánh giết. Hắn đối với giang huyền hận ý, tuyệt không so giang càng không thiếu, hắn một cái nửa bước tôn giả, phụng mệnh diệt trừ giang huyền, lại liên tục tái nghi tam thất bại, lúc trước còn bị thiên lão gây thương tích, có chút chật vật. Cũng dẫn đến bây giờ nơi đó thánh chủ, đối với hắn đều cực kỳ thất vọng. Chỉ là, hắn bây giờ không cách nào ra tay, dù sao. Đây là trường sinh giang gia nội bộ, không biết ẩn núp bao nhiêu lão quái vật. Hắn có thể chắc chắn hắn như có chút dị động khả năng cao sẽ bị trong nháy mắt diệt sát, căn bản không có trả tay cơ hội trên thực tế hắn biết rõ kể từ hắn theo gian càng không đi tới gian gia sau liền đã bị giám thị chỉ là lấy cảnh giới của hắn căn bản tìm không được giám thị đầu nguồn a à, tại sao không có khôi tiên sinh ra vẻ bình thường mà phản ứng bất động thanh sắc mà dùng thần thức tìm kiếm lại không thu được gì cho mày chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi gian càng không tùy theo mở ra hai con ngươi nhìn về phía khôi tiên sinh vì tình huống ta giống như phát hiện gian huyền khí tức nhưng vừa muốn cẩn thận tìm kiếm nhưng lại biến mất khôi tiên sinh hai đầu lông mày có chút ảo não không sao tộc lão đã cùng tứ trưởng lão thông khí hiện tại hẳn là đang ở bức thoái vị đại trưởng lão thủ tiêu Giang huyền thiếu tộc trưởng chi vị để cho ta thượng vị gian huyền bây giờ coi như trở về cũng đã trễ gian càng không bình tĩnh nói dư luận đã tạo thành tại tất cả người gian gia trong mắt ta cái này giả chính là thật coi như Giang Huyền không để ý bại lộ tự thân, cũng muốn vạch trần ta, chỉ cần ta phòng thủ mà không chiến, hắn cũng không làm gì được ta. Sư tôn mưu đồ, tuyệt sẽ không chịu ảnh hưởng. Tương phản. Có lẽ còn có thể kích động Giang Huyền nhất đồng tiền vãn, địa hoàng bí cảnh. Giang càng không lạnh lùng nở nụ cười, chỉ cần Giang Huyền tiến vào địa hoàng bí cảnh, mặt hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe vậy, khôi tiên sinh kinh ngạc liếc mắt nhìn Giang càng khôn, tiểu tử này. Trí thông minh trở về. Mà bên này, Giang Trường Thọ che đậy dị tượng sau, tiến vào thần phong, vốn muốn trách cứ Giang Huyền có chút đắc ý quên hình, nhưng làm nhìn thấy đối phương trạng thái bây giờ, lập tức giật mình. Khóe miệng ngăn không được mà run rẩy. Tiểu tử này, có phải hay không có chút quá biến thái? Hắn dù sao cũng là hư thần cảnh, hơn nữa không giống với phu tử tàn hồn trạng thái, hắn chính vào đỉnh phong, lại một chân bước vào chân thần cảnh, cho nên một mắt quét tới, liền đem Giang Huyền hư thực, nhìn cái bảy tám phần. Bây giờ Giang Huyền, tại thuế biến không phải trong cảnh giới nước chảy thành sông đột phá, đây chẳng qua là nhân tiện đồ chơi. Càng nhiều hơn chính là, cả người từ trong ra ngoài bay vọt về chất, giống như là tại chải vuốt tự thân, tiến hành một lần hệ thống tính chất dung hợp, thống nhất. Không có cách nào, tiểu tử này nắm giữ đồ tốt, thực sự nhiều lắm, nhiều đến liền hắn đều kinh hãi không thôi. Chỉ là chấp chưởng ba đầu đại đạo, liền mẹ nó đã quan ngoại giới yêu nghiệt mấy con phố. Chớ nói chi là ba đầu đại đạo cảnh giới, hai cái đạo vực, một cái đạo ý viên mãn. Rất khó tưởng tượng, này lại đồng thời xuất hiện tại một cái địa huyền cảnh trên thân. Húng chi, còn có dung hợp sau lôi hỏa đại đạo, còn có người nói chí bảo người bia, còn có một phương liền hắn đều nhìn không thấu hư thực truyền thừa. Lấy tiểu tử này nội tình cùng thực lực. Thật sự còn có tất yếu tiếp tục cẩu xuống sao? Giang trường thọ không khỏi lòng sinh nghi hoặc, nhìn xem Giang huyền trong ánh mắt, tràn đầy phức tạp. Vì sao lại cẩu? Đơn giản là lo lắng còn có nhân vật càng mạnh mẽ, chính mình sẽ tao ngộ độc thủ, cho nên lựa chọn ẩn nút tự thân, không hoàn toàn triển lộ tự thân thủ đoạn. Dù sao, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ai cũng không dám nói mình thật sự đã vô địch. Có thể, lấy tiểu tử này nắm giữ những thứ này, thực lực của hắn. Nói một câu vô địch thế hệ tuổi trẻ, không ai dám phản đối a. À. Chương 180, liên phá đến cảnh trong ngoài thuế biến. Ước chừng tầm nửa ngày sau. Phía trên thần phong dị tượng, mới từ từ mà biến mất. Giang huyền thả ra khí thế mênh mông, cũng giống như thủy triều xuống, trở về gom vào thể nội rốt cuộc phải kết thúc. Tộc lão bọn người thầm thở vào nhẹ nhõm, Giang Huyền tiểu tử này thực sự quá biến thái, chỉ là tu luyện động tĩnh, đều kinh thiên động địa như vậy, nếu không phải Giang Trường Thọ tiên tổ kịp thời xuất hiện, đồng thời ra tay che lấp, rất khó tưởng tượng bây giờ Giang gia sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Không thể phủ nhận là, chỉ cần Giang Huyền bại lộ, bọn hắn mạch này tất nhiên nước lên thì thuyền lên, lực áp khác chưa mạch, địa vị hiển hách, so với trước kia Giang Huyền phụ thân Giang Hạo Thiên còn tại, cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí vượt trên vị kia huyết mạch phản tổ yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Dù sao, thần cốt yêu nghiệt Giang Hồng, cũng tại bọn hắn mạch này. Nhưng, nguyên nhân chính là có trước kia Giang Hạo Thiên cùng một ảnh hưởng, bọn hắn bây giờ cẩn thận chặt chẽ rất nhiều, bọn hắn mạch này địa vị tăng trưởng, kém xa Giang Huyền an toàn, thuận lợi trưởng thành, càng quan trọng. Giang Trường Thọ Tiên Tổ thì canh giữ ở Giang Huyền nhất bên cạnh, cùng phu tử tiến hành giao lưu, bọn hắn đang nhắm vào Giang Huyền tương lai, tiến hành kế hoạch. Giang Huyền trưởng thành thực sự quá nhanh. Bọn hắn rất nhiều trụ bị cùng mưu đồ, đã xa xa theo không kịp Giang Huyền tốc độ phát triển. Cho nên, Giang Trường Thọ nhu cầu cấp bách thông qua phu tử nắm giữ tình huống, kịp thời sửa đổi phương châm. Có người vì hắn hộ đạo, cam đoan những lão quái vật kia sẽ không không biết xấu hổ mà đối với tiểu tử này ra tay, cũng liền đủ, những thứ khác. Tùy ý tiểu tử này đi xong, đi giày vò, là được rồi. Phu tử tự như đã thấy ra, cười ha ha, có chút bình tĩnh đạo, các ngươi cho dù là vì này tiểu tử chuẩn bị xong tất cả tu hành tài nguyên, nói thật, Tiểu tử này đều chưa hẳn có thể dùng tới. Giang Trường Thọ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, có chút tán đồng. Vốn là, núi tổ đã chuẩn bị xong một phương tu luyện động phủ, ở trong đó có thể lại càng dễ cảm ngộ đại địa chi lực, địa mạch chi khí, từ đó tăng thêm đột phá địa huyền cảnh tỷ lệ. Nhưng bây giờ cũng nhìn thấy, Giang Huyền sớm tại trong bí cảnh của chân thần liền đã bước vào địa huyền cảnh. Đồ chơi kia có lẽ đối với số Đông Thiên Kiêu mà nói, cũng là vật cần có, nhưng tại Giang Huyền mà nói, hình như gân gà có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy tiểu tử này thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nhập thế tranh phong, sớm chiếm đoạt huyền thiên đại thế, vì đại thế làm chuẩn bị. Giang trường thọ nhìn chăm chú Giang huyền, có chút phức tạp cười nói, vốn lấy tiểu tử này tính tình, chỉ sợ chưa chắc sẽ nguyện ý làm như vậy. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rất mâu thuẫn, một phương diện hắn rất hy vọng Giang huyền có thế đi cẩu đạo, hắn cũng coi như là có người kế nghiệp, nhưng một phương diện khác, hắn vô cùng rõ ràng, tiểu tử này thực lực bây giờ cùng nội tình, đã không cần tổ đạo đi lẫn tránh phong hiểm, lại một mực ẩn nấp, ngược lại bất lợi với hắn con đường. Yên tâm đi, tiểu tử này sẽ không tùy tiện bại lộ tự thân. Phu tử lắc đầu, có chút chắc chắn, Giang Huyền bản thân chịu huyết mạch nguyền rủa sát hại, thọ nguyên không nhiều, hắn tâm tư căn bản vốn không tại trên đại thế tranh phong, chỉ muốn làm sao có thể lấy nhỏ nhất phong hiểm, cướp lấy lợi ích lớn nhất, sớm ngày bước vào chân thần cảnh, thêm một bước hòa diệu nguyền rủa áp lực. Mà ẩn nấp tự thân, lấy cẩu đạo hành chuyện, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Lúc này, Giang Huyền kết thúc cảm ngộ. Rất nhiều truyền thừa hiển hóa tiêu tan. Chỉ có luân hồi bảo thuật hiển hóa luân hồi hư ảnh, ngưng thật mấy phần, thu hồi đang điền sau đó, càng là hiện ra một tia lục đạo luân hồi quy tắc hình dáng, không chịu lực ở đang điền phía trên, chậm rãi nghịch chuyển, sơ hiện một phần quy tắc trật tự hình bóng. Toàn bộ đang điền đều tại luân hồi hư ảnh phía dưới, phản phất bị đối phương quản hạt đồng dạng. Liền thế giới thụ mầm non cũng rung động nhẹ nhẹ rồi một lần, có chút e ngại. Duy chỉ có hắc động đạo cơ, bất vi sở động luân hồi hư ảnh tựa như cũng tại kính sợ đối phương cũng không nhúng chàm đối phương lĩnh vực cả hai tiếp giáp lại đều mười phần khắc chế nói một câu tương kính như tân cũng không đủ lúc này giang huyền tu vi cảnh giới nước chảy thành sông bắt đầu đề thăng cũng không tính kịch liệt thậm chí không có quá lớn khí tức ba động địa huyền nhị trọng địa huyền tam trọng địa huyền tứ trọng khí tức chậm rãi biến mất đứng tại địa huyền tứ trọng đỉnh phong giang huyền chậm rãi mở ra hai con ngươi con mắt dịu dàng tử bên trong không buồn không vui, quanh thân tự nhiên di tán một cổ đạo pháp tự nhiên khí tức, thân thể phản phất cùng thiên địa tương dung, không có điểm thần dị, nhưng lại khắp nơi ẩn chứa đại đạo lý lẽ. Phản phát quy chân. Đại mộng lục đạo luân hồi, sơ bộ tiếp xúc đến trong thiên địa quy tắc trật tự, có chỗ đốn ngộ, đối tự thân tiến hành một lần hệ thống tính chất giải vuốt, khiến cho hắn bây giờ nắm giữ hết thảy, đều hướng tới thống nhất. Đây là một lần từ hướng ngoại bên trong thuế biến. Giang Huyền rất khó ước định tự thân đề thăng lớn bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, khi trước chính mình, hắn có thể đánh 10 cái. Lúc này, Giang Huyền dưới trướng người bia, trung động kịch liệt, bao la khí thế phun trào, cùng Giang Huyền hô ứng lẫn nhau, sau đó đột nhiên tăng vọt, hình như núi thần, tản mát ra một cổ làm run sợ lòng người vô lượng chi thế. Khương thần ở bên trong một đám thiên kiêu, sắc mặt đại biến, vội vàng kinh sợ thối lui, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn nhận được truyền thừa cường đại, thực lực tăng vọt, nhưng vẫn như cũ xa xa không thể chịu đựng cổ này tự nhiên di tán uy thế. Liên tộc lão bọn người, cũng sắc mặt biến hóa, lòng có kinh ý, trong mắt tràn đầy hoang mang, cổ này không tầm thường uy thế, đến tột cùng là bắt nguồn từ người bia, vẫn là bắt nguồn từ Giang Huyền. Lý trí mà nói, hẳn là người bia, dù sao đây là triệu tải nhân tộc khí vận, mệnh số nhân tộc chí bảo. Nhưng trong cõi U Minh trực giác nói cho bọn hắn. Cái sau khả năng tính chất, càng lớn. Giang Huyền phất tay thu lấy người bia, hóa thành phong ấn, phong tồn tại mi tâm. Huyết mạch đồ đằng lóe lên một cái huyết quang đỏ tươi, truyền ra âm lệ tiếng gào thét nhưng Giang Huyền bây giờ đối với người bia thao túng, rõ ràng nâng cao một bước. Một phương diện, có thể điều động người bia tiến hành công kích, cục gạch đập người không còn là nói một chút. Trong tay nắm chặt người bia, một cục gạch vỗ xuống, đầu lại cứng rắn, cũng phải ông ông. Một phương diện khác, đối với huyết mạch nguyền rủa áp chế, rõ ràng cũng cường đại rất nhiều. Cho nên bây giờ huyết mạch đồ đằng gào thét, có vẻ hơi thanh sắc bên trong nhẫm, không giống như là tại thực hiện nguyền rủa, quấy nhiễu Giang Huyền, giống như là tại. Hợp thời xuất hiện một chút, chứng minh chính mình vẫn tồn tại. Ân, hợp thời vì chính mình phát cái âm thanh. Dù sao cũng là thương minh yêu đế hiến tế tự thân sản phẩm, lai lịch rất lớn. Giang huyền tâm thần tập trung ở người bia, lấy hắn bây giờ người nắm giữ tộc khí vận, dẫn động nhân đạo ý chí, lần nữa tìm kiếm nhân tộc chí bảo. Phu tử nói rất đúng, hắn bây giờ chỉ muốn tận khả năng bày thoát thọ nguyên công cùng xiên xích. Cướp lấy cơ duyên tăng cao tu vi, là một con đường, thu hoạch nhân tộc chí bảo, áp chế huyết mạch nguyền rủa, nhưng là một con đường khác tâm thần bên trong, mịt mù đại lục hư ảnh tái hiện. So với lần trước, lần này đồng nhân tộc chí bảo cảm ứng, rõ ràng rõ ràng rất nhiều, thậm chí có thể nghe được trong cõi u minh kêu gọi. Theo nhìn lại, Giang Huyền xác định người kêu hắn tộc chí bảo vị trí chỗ ở bên trong thần châu. Liền mẹ nó không thể tại đông thần châu. Giang Huyền sắc mặt tối sầm, trong lòng thầm mắng không ngừng. Hắn suy nghĩ hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, hoàn toàn có thể rèn sắt khi còn nóng, lại cướp đoạt một đạo nhân tộc chí bảo, thêm một bước áp chế huyết mạch nguyền rủa, thế nhưng là không nghĩ tới. Nhân tộc chí bảo thế mà ở chính giữa thần châu. Không giống với nam thần châu, thực lực tổng hợp yếu hơn đông thần châu một mảng lớn, bên trong thần châu. Bởi vì thiên địa linh khí nhất là hùng hậu, bây giờ thực lực tổng hợp, muốn rõ ràng cao hơn khác thần châu không thiếu, ẩn ẩn đã vượt qua đông thần châu, lộ ra huyền thiên các đại thần châu đứng đầu xu thế. Không có cách nào, mặc dù đông thần châu từng là huyền thiên giới cường đại nhất thần châu, trường sinh thế gia, đạo thống đông đảo, nhưng kinh nghiệm viễn cổ hạo kiếp, thượng cổ biến đổi lớn sau đó, giống như gian gia, đều lộ ra dấu hiệu đi xuống, chưa khôi phục. Mà bên trong thần châu hùng cứ có hai đại tiên triều, càng có rất nhiều cổ lão thế lực mọc lên như rừng, những thế lực này thực lực, ở chính giữa thần châu phải trời ban trong hoàn cảnh, cũng không có rõ ràng suy sụp, bây giờ ngược lại càng thêm hưng thịnh, cường đại, cứ kéo dài tình huống như thế, bên trong thần châu cường đại, tự nhiên cũng chính là có thể đoán được. Thậm chí bây giờ đại thế sắp tới, bên trong thần châu khí vận phản phất nên đón giếng phun, hơn nữa chiếm giữ giải đất trung tâm, linh khí càng thêm nồng đậm cơ hồ là tất cả thế lực đều sinh ra đem ra được yêu nghiệt, trong đó lấy hai đại tiên triều tối thậm, lại đi ra mấy vị tìm long bản yêu nghiệt. Bây giờ bên trong thần châu khoa trương tới trình độ nào đâu? Tùy tiện gặp phải nhất cá lộ nhân giáp, đều mẹ nó có thể là tiềm long bản có lợi người cạnh tranh. Thiên kiêu khắp nơi, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, tuyệt không phải một câu nói suông. Tìm long bản trăm vị yêu nghiệt, một nửa đều ở bên trong thần châu, liền có thể gặp một hai. Hắn nếu là đi tới bên trong thần châu, cướp đoạt đạo nhân kia tộc chí bảo, không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện cực lớn phong hiểm đương nhiên cái này cực lớn phong hiểm là hắn vẫn là những người khác vậy thì khó mà nói